một khi đột phá, sẽ bộc phát vị diện chiến tranh đáng sợ. Loại sự tình này, Giang Trần có thể nói là gặp quá nhiều. Có đôi khi, người càng sợ hãi cái gì, càng sẽ đến cái đó. Ngược lại sau khi thích ứng, mới sẽ phát hiện, nguyên lai đồ vật mà bọn hắn một mực sợ hãi, cũng không có đáng sợ như vậy. Ví dụ như giới bi chi cảnh, thời đại thượng cổ, trước phong ma đại chiến, không có giới bi chi cảnh. Các tộc tầm đó lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau tranh đấu, Tuy nhân tộc cũng tao ngộ rất nhiều chiến tranh, nhưng mà, nhân tộc không phải hảo hảo sinh tồn sao? Không phải sinh cơ bừng bừng đấy thôi, nếu không thịnh vượng như vậy, như thế nào lại bị ma tộc nhìn chằm chằm, trở thành chiến trường chính trong thượng cổ phong ma đại chiến. Cho nên, giới bi chi cảnh kia, không có đáng sợ như vậy. Ở trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, giới bi chi cảnh có ý nghĩa tồn tại của nó. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thời cuộc phát triển đến nay, giới bi chi cảnh này chưa hẳn còn có ý nghĩa trọng đại gì chư vị giới bi tri cảnh ở trầm hương cốc bị phá vỡ giới bi tri cảnh ở tây bắc tuyệt địa buông lỏng nói không chừng ngày nào đó chuyển đến là giới bi tri cảnh khu vực đông bắc buông lỏng mọi người có nghĩ tới đây là vì cái gì hay không ánh mắt của giang trần thanh thịnh đảo qua trên mặt mỗi người lúc trước đan cực tổ kiến phương bắc đồng minh phu hãm ta nói ta phá hư giới bi tri cảnh cấu kết ngoại tộc vì cái gì hắn có thể làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giới bi chi cảnh quá mẫn cảm, tất cả mọi người sợ hãi nó, cho nên dùng cái này đến phiến động nhân tâm, dễ dàng kích phát cừu hận của mọi người. Giang Trần nói, vẫn là rất có đạo lý, giới bi chi cảnh này buông lỏng bốn phía, tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu như nói là gì tộc công kích, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, không có khả năng hô ứng. Cho nên, cuối cùng, không phải ngoại tộc công kích, mà là bản thân giới bi chi cảnh đã lỏng, đã chậm rãi mất đi hiệu lực. Nếu như là giới bi chi cảnh ở trạng thái đỉnh phong, ba cái thiên vị cường giả nho nhỏ, dù thực lực cường hoành, cũng tuyệt đối phá không ra giới bi chi cảnh. Chính bởi vì giới bi chi cảnh buông lỏng, mới cho người thời cơ lợi dụng. Đây là Giang Trần suy đoán. Nghe Giang Trần nói, trên mặt Niêm Hoa Đại Đế cũng đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng chăm chú suy nghĩ lời của Giang Trần, cảm thấy Giang Trần suy đoán quả thực rất có đạo lý. Hắn hoàn toàn tìm không thấy thuyết pháp phản bác, cũng không có khả năng phản bác. Thiếu chủ ngoài Tây Bắc tuyệt địa, hình như là địa bàn của khổ man tộc A. Nếu như giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa phá hư, khổ man tộc xâm lấn, nhân loại cương vực ta, nhất định sinh linh đổ thán. Lúc này tịch diệt đại đế lại mở miệng, tính cách của hắn bị khổng tước đại đế ảnh hưởng, cũng có chút bi thiên thương người. Thiếu chủ, có biện pháp nào bổ cứu không? Giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc có thể chữa trị, vậy giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, có lẽ cũng có thể chữa trị A. Cách nghĩ của bàn Long đại đế rất đơn thuần, Giang Trần cười khổ thở dài. Giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc có thể chữa trị, là vì giới bi chi cảnh kia cùng trận pháp của Thánh Nhất Tông nối thành một mảnh. Mà Thánh Nhất Tông ngoài để lại trận pháp chữa trị, còn để lại một tòa tài nguyên khoáng sản, cho nên chữa trị giới bi chi cảnh mới có thể thuận lợi như vậy. Nhưng dù vậy, trận pháp chữa trị, so với trận pháp thượng cổ, vẫn có tranh lệch. Giới bi chi cảnh kia, so với trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ không đủ sáu thành uy lực. Giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, ta không có tận mắt nhìn thấy, nên không dám phán đoán. chương 2456, lựa chọn lưỡng nan 2. Nhưng từ thanh tuyền lại năn nỉ nói, ca ca, Tây Bắc tuyệt địa là môn hộ của nhân tộc, một khi phá vỡ, nhân tộc chắc chắn tao ngộ khổ man tộc xâm lấn. Ca, người nhất định phải nghĩ biện pháp, Giang Trần trầm ngâm không nói. Hắn đối với Tây Bắc tuyệt địa, khuyết thiếu nhận thức cơ bản, nên không dám vội kết luận. Hiện tại vấn đề là, hắn vừa mới phát ra tin tức hội minh thiên hạ nếu như mình lại chạy đến tây bắc tuyệt địa thì nghi thức hội minh thiên hạ này còn làm thế nào để cho thế lực tông môn trong thiên hạ nhìn lưu ly vương thành hắn như thế nào nhìn giang trần hắn như thế nào hơn nữa phong vân giáo kia nhìn chằm chằm mài đao soàn soạt đang chuẩn bị ra tay với cửu dương thiên tông nếu như giang trần đi tây bắc tuyệt địa chẳng phải là vừa lòng phong vân giáo trấn nhạc đại đế bỗng nhiên vỗ đùi thiếu chủ có khi nào giới bi tri cảnh ở tây bắc là do phong vân giáo dở trò quỷ hay không còn có, không phải phong vân giáo kia cách trầm hương cốc rất gần sao? Có thể nào giới bi chi cảnh ở trầm hương cốc, cũng là phong vân giáo này dở trò quỷ hay không? Chấn nhạc đại đế bỗng nhiên làm ra suy đoán động trời như vậy. Giang Trần tâm thần dùng mình, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chấn nhạc đại đế suy đoán, mặc dù có chút động trời, nhưng không thể không nói, đây là một mạch suy nghĩ trùng khớp hắn đoán. Hơn nữa, khả năng cũng không nhỏ, không phải đâu, phong vân giáo này đáng giận như vậy nếu thật là phong vân giáo dở cho quỷ, bọn hắn liền quá bị ổi rồi. Bàn Long đại đế lòng đầy căm phẫn, ánh mắt của mọi người đều quang hướng Giang Trần. Hiện tại tất cả mọi người hoang mang lo sợ, chỉ có Giang Trần là người tâm phúc, tất cả mọi người muốn nhìn phán đoán của hắn một chút. Giang Trần than nhẹ một tiếng, hiện tại quá nhiều đầu mối, chém không đứt lý còn loạn. Muốn nói giới bi chi cảnh, chấn nhạc đại đế suy đoán, cũng không phải là không có khả năng. Phong vân giáo này, là càng ngày càng có hiểm nghi rồi một thế lực trong ba bốn năm có thể quật khởi trong lúc ngoi đầu lên vậy mà vô thanh vô tức không có bất kỳ dấu vết để lại cái thế lực này mặc dù không phải đặc biệt cường đại cũng để cho người lo sợ loại tổ chức nghiêm mật như vậy là bất luận tông môn thế lực nào cũng không có giấu giếm một chút sơ hở giấu giếm nửa điểm phong thanh cái này nói thì đơn giản nhưng thật muốn làm lại rất khó khăn đây là một lựa chọn gian nan lựa chọn hội minh thiên hạ một khi giới bi chi cảnh ở tây bắc tuyệt địa phá hư khổ man tộc sát nhập nhân loại cương vực cái này chính là một hồi tai nạn lựa chọn đi tây bắc tuyệt địa một khi phong vân giáo tập kích bất ngờ cửu dương thiên tông đến gọn gàng mà linh hoạt dù giang trần hắn mọc cánh cũng không có khả năng kịp thời bay trở về dù sao tây bắc tuyệt địa thật sự quá xa xôi rồi rất khó làm ra lựa chọn nhưng đây là một lựa chọn phải làm mà lựa chọn này có khả năng sẽ quan hệ lấy thế cục bước tiếp theo của nhân loại cương vực thậm chí quan hệ lấy tương lai của cả nhân tộc. Thiếu chủ, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa chỉ là buông lỏng, còn chưa tới trình độ chuyển biến xấu. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta vẫn là trước chú ý chuyện trước mắt. Chảm không đại đế mở miệng, niêm hoa đại đế cũng gật đầu. Đúng, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, không có dễ dàng nghiền nát như vậy. Nói sau, thượng cổ đến nay, khổ man tộc có thể sống qua điều kiện gian khổ ở tái ngoại chi địa hay không? Mặc dù sống qua, Tộc đàn của bọn hắn còn có thể cường đại trước sau như một sao. Dù cường đại như trước, khổ man tộc muốn lướt qua Tây Bắc tuyệt địa lại há có dễ dàng như vậy? Tây Bắc tuyệt địa hoang tàn vắng vẻ, được xưng là tuyệt địa sinh linh không cách nào sinh tồn. Cái kia tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù khổ man tộc mở ra lỗ hồng muốn lướt qua Tây Bắc tuyệt địa, sát nhập nội địa nhân tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đám đại đế của Lưu Ly Vương Thành, kể cả tịch diệt đại đế cùng bàn long đại đế bọn hắn đều cảm thấy trước chú ý tình hình trước mắt mới thỏa đáng. Dù sao, giai đoạn hiện tại, phong vân giáo kiêu uy hiếp mới là đại sự hàng đầu. Trừ ngoại phải trước an nội, dù muốn đối phó khổ man tộc, vậy cũng phải trước ổn định bên trong. Từ thanh tuyền ngược lại là biết đại thể, tuy nàng cực lực muốn giang trần đi Tây Bắc nhìn một chút, nhưng mà dưới loại tình huống này, nàng cũng không nên càn quấy, để cho người nhìn huynh muội bọn họ chê cười. Một mực đợi đến lúc những đại đế kia tản hết, từ thanh tuyền mới lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn. Ca ca thúi, giới bi chi cảnh, chỉ có người biết chứa trị, nếu như ngươi không đi, giới bi chi cảnh ở tây bắc tuyển địa, nhất định sẽ nghiền nát. Cái gì phong vân giáo, cái gì đan hỏa thành, kia đều là nội hoạn. So sánh với khổ man tộc, cái gì cũng không phải. Giang Trần khẽ gật đầu, thanh tuyền nói rất đúng, khổ man tộc kia, tuyệt đối không thể thả bọn họ tiến vào địa bàn nhân tộc, nếu không, chắc chắn sinh linh đồ thán. Bất quá, người cũng chớ coi thường phong vân giáo này. Ta hoài nghi, phong vân giáo kia chưa hẳn là nội hoạn. Không phải nội hoạn, từ thanh tuyền hơi có chút kinh ngạc, nhân loại cương vực hiện tại, chẳng lẽ còn có họa ngoại xâm sao? Giang Trần lắc đầu, những sự tình này, hiện tại cũng chỉ là hắn suy đoán, không thể nói rõ. Bất quá cũng khó trách Giang Trần nghĩ như vậy, trải qua hắn cẩn thận cân nhắc, Giang Trần cảm thấy, phong vân giáo này quật khởi, quá mức quỷ dị. Một thế lực muốn quật khởi, không thể nào là một hai cường giả có thể khởi động. Nhất định phải có một nhóm lớn cao thủ thực lực cường hoành, cộng đồng khởi động cái thế lực này. Tuy nhiên loại cường vực có không ít cường giả, nhưng mà cường giả đỉnh cấp lại chỉ có bấy nhiêu. Có một cái tính toán một cái, đều có thể tính ra. Nếu như phong vân giáo này là thế lực bản thổ, cao thủ của chúng là ở đâu xuất hiện? Thanh tuyền, sự tình Tây Bắc tuyển địa, nói không chừng thì có bóng dáng của phong vân giáo ở bên trong. Cho nên, trước hết hoàn thành lần hội minh này, mới có thể đi Tây Bắc tuyệt địa. Trước đó, cũng chỉ có thể nhờ Nguyệt Thần Giáo gánh vác. Giang Trần làm ra lựa chọn không dễ dàng, bất quá hắn biết rõ, nếu như không xử lý tốt sự tình phong vân giáo, cả nhân loại cương vực, có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Trong mắt từ thanh tuyền hơi có chút thất lạc, bất quá nàng vẫn thản nhiên tiếp nhận quyết định của Giang Trần. Nàng cũng không trách Giang Trần, nàng biết rõ, huynh trưởng đứng ở vị trí của hắn, làm bất kỳ một quyết định nào, đều phải thận trọng, tuyệt không có khả năng tùy hứng như nàng. Vô định trung vực, tổng đà phong vân giáo, ở trong vô định sơn mạch. Cái giáo phái thần bí này, ở trong 3-4 năm ngắn ngủn quật khởi, cơ hồ có thể coi là quét ngang tất cả. Khuếch trương ở đâu, thế lực ở đó liền thần phục. Trương 2457, thực lực của phong vân giáo. Hôm nay, mấy trung vực hạ vực quanh thân vô định trung vực, đã hoàn toàn bị phong vân giáo nhét vào trong bản đồ. Kể cả thiên long thượng vực của thiên long phái, cũng bị nuốt trôi ít nhất 2 phần 3. Trong động phủ nào đó ở Tổng Đà Phong Vân giáo, một tu sĩ thò tay chảo một cái, từ hư không bắt lấy một mật phù, sau khi mở ra xem, người này thì thào tự nói: "Chí cao Phong Vân lệnh, Phong Vân giáo chủ, lại muốn có hành động lớn sao?" Ngữ khí của người này hơi có chút cổ quái, nhìn trang phục của hắn, rõ ràng cho thấy là cao tầng của Phong Vân giáo, hơn nữa là tồn tại cực cao. Giáo chủ Triệu Kiến, không thể lãnh đạm, người này không dám dừng lại, trực tiếp đi ra động phủ. Đi ra ngoài động phủ, khu vực quanh thân, vài đạo thân ảnh cũng từ trong động phủ của mình chui ra, lẫn nhau chào hỏi. Chí cao phong vân lệnh, là muốn chính thức tiến công cửu dương thiên tông sao? Rất tốt, ha ha ha, cầm xuống thiên long phái, chúng ta chỉ là tập thể dục, vừa vặn nhất cổ tác khí, cầm xuống cửu dương thiên tông. Không sai, cửu dương thiên tông cùng thiên long phái đều được xưng người nổi bật trong nhất phẩm tông môn. Cầm xuống hai tông này, lưu ly vương thành kia liền không còn bình chướng rồi phong vân giáo chúng ta có thể trực tiếp đối mặt lưu ly vương thành lưu ly vương thành tính toán cái gì giáo chủ của chúng ta trí hướng rộng lớn mục tiêu là thống nhất nhân loại cương vực hướng toàn bộ thần uyên đại lục tốt rồi đừng nói nhiều nữa cũng không thể để cho giáo chủ chờ chúng ta những thứ này nhìn về phía trên địa vị đều không thấp nhao nhao chạy tới đại điện phong vân giáo tên tu sĩ trước kia một mực trầm mặc nghe được đồng bạn nói trong lòng cũng hơi có chút kích động bất quá Hắn cũng không có tỏ vẻ quá nhiều, mà như có điều suy nghĩ bay về phía Phong Vân giáo đại điện. Cách đó không xa, còn có hai đạo thân ảnh, tựa hồ cùng người này quan hệ không tệ, ánh mắt nhìn lẫn nhau, tâm ý tương thông, cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền riêng phần mình lên đường. Phong Vân giáo đại điện, trên vương tọa nguy nga, đang ngồi một người, diện mục người này mơ hồ, phảng phất bị một tầng hào quang thần bí che giấu, nhìn bề ngoài, bộ mặt tựa như một vòng xoáy ngôi sao vô cùng thâm thúy, nhìn không thấu. Chỉ là, hắn ngồi ở đó, khi thế liền để cho người cảm thấy hít thở không thông. Toàn bộ đại điện, ở dưới uy áp của hắn, cũng trở nên áp lực. Người này, dĩ nhiên là phong vân giáo chủ thần bí nhất phong vân giáo rồi. Ở vị trí hai bên giáo chủ, mỗi bên bày bốn cái ghế, vị trí gần với phong vân giáo chủ. Tám chỗ ngồi này, bên trái bốn cái, bên phải bốn cái, chính là phong vân bát đế địa vị gần với phong vân giáo chủ nhất. Phong Vân Bát Đế chính là bát đại hộ giáo pháp vương của Phong Vân giáo. Bất kỳ một cái nào chỉ ít đều có tu vi cao giai đại đế. Phong Vân Bát Đế này danh hào theo thứ tự là Liệt Phong, Tốn Phong, Tật Phong, Bạo Phong, Kinh Vân, Khiếu Vân, Thôn Vân, Ma Vân. Dưới Phong Vân Bát Đế còn có Thiên Cương Địa Sát 108 tên trưởng lão cao tầng. Theo thứ tự là Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát. Cao tầng có tên Tam Thập Lục Thiên Cương đều là trưởng lão của Phong Vân giáo thất thập nhị địa sát thì là trưởng lão dự bị. Cái gọi là trưởng lão dự bị là hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, nhưng mà tư cách so với trưởng lão thấp hơn một ít, tùy thời có hy vọng tấn thăng làm trưởng lão chính thức. Hơn 100 người này cấu thành hạch tâm chủ thể của phong vân giáo. Tam thập lục thiên cương trưởng lão, không ít đều là cường giả đế cảnh. Mà 72 tên trưởng lão dự bị, ít nhất cũng là hoàng cảnh tám chín trọng. Mặc dù là thượng bát vực, bất luận một thế lực nào, chứng kiến thực lực của phong vân giáo, chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ không hiểu, bởi vì số lượng cường giả của Phong Vân giáo này tuyệt đối là vượt qua bất luận nhà nào ở Thượng Bát vực. Kể cả Đan Hỏa Thành trước kia, cùng với Lưu Ly Vương Thành hiện tại, muốn nói số lượng cường giả cũng xa xa không kịp Phong Vân giáo. Cũng khó trách Phong Vân giáo này có thể thoải mái cầm xuống Thiên Long phái không ai bì nổi như thế. Muốn nói Thiên Long phái kia coi như là tồn tại phi thường mạnh của Thượng Bát vực. Thế nhưng mà so với Phong Vân giáo hiển nhiên tranh lệch vẫn là rất lớn. Tất cả cao tầng, ở dưới trí cao phong vân lệnh triệu tập, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp hoàn tất. Thanh âm của phong vân giáo chủ nhàn nhạt, vang lên, các vị, từ khi phong vân giáo ta quật khởi đến nay, đánh đầu thắng đó. Hôm nay, tựa hồ có người không phục, ý đồ đối kháng xu thế quật khởi của phong vân giáo ta. Trong chư vị, rất nhiều người đều là cường giả xuất thân nhân loại cương vực, các người đối với thế cục của nhân loại cương vực, có lẽ rõ ràng hơn bổn giáo chủ. Các ngươi cảm thấy, nhân loại cương vực này, có người có thể ngăn cản xu thế quật khởi của phong vân giáo chúng ta sao? Thanh âm của giáo chủ này, như có một loại ma lực. Những cao tầng phía dưới kia, nhao nhao mở miệng. Không có, tuyệt đối không có. Giáo chủ, trước kia chúng ta vẫn là quá khắc chế rồi. Dùng thuộc hạ xem, chúng ta nên lộ ra răng nanh, để cho những thế lực không tán thưởng kia biết rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng vậy, loại nhân vật như thiên hà cung, thiên âm tự, nguyên lai là cầu của đan hỏa thành hiện tại còn cùng chúng ta mang cái giá đỡ. Dựa vào cái gì, phong vân giáo chúng ta, há là loại rác rưởi như đan hỏa thành có khả năng so sánh sao? Giáo chủ, hạ lệnh đi, đối với những tông môn không tán thưởng kia, chúng ta nên cường lực chấn áp. Mấy năm này phong vân giáo cấp tốc khuếch trương, tích lũy rất nhiều cường giả, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến gia nhập liên minh, cho nên lực lượng là càng ngày càng đủ. Lực lượng tăng, tính tình khẳng định sẽ bành trướng. Phong vân giáo chủ đè ép tay, ý bảo mọi người yên lặng. Chư vị, loại như Thiên Hà cung, Thiên Âm tự, ở trước mặt bổn giáo giả vờ giả vịt, đơn giản là cảm thấy, Lưu Ly Vương thành kia sẽ không ngồi nhìn bổn giáo dương oai. Hôm nay, cửu Dương Thiên Tông không tán thưởng, cự không đầu hàng, cũng bởi vì Lưu Ly Vương thành kia cho bọn hắn chỗ dựa. Hôm nay, bổn giáo nhận được tin tức, Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, phát ra tin tức hội minh, muốn triệu tập tam phẩm tông môn trở lên của nhân loại cương vực, hội minh thiên hạ. Hừ, nhìn về phía trên, Lưu Ly Vương Thành này cũng là ngồi không yên a. À. Hiện trường vốn ẩm ý, cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Hôm nay, cả nhân loại cương vực, nếu cần phải tìm một thế lực nào có thể đối kháng phong vân giáo, vậy khẳng định là Lưu Ly Vương Thành rồi. Cũng không phải nói thực lực tuyệt đối của Lưu Ly Vương Thành có thể so sánh với phong vân giáo. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành có một giang trần, có một thiên tài tuổi trẻ nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đây là trước mắt phong vân giáo kiêng kỵ nhất, cũng đoán không ra chi tiết nhất. Chương 2458, Phong Vân giáo chủ một. Giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành đây là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Trước đây ít năm, Lưu Ly Vương Thành tiêu diệt Đan Hỏa Thành, cơ hồ là muốn thống nhất nhân loại cương vực. Bất quá, tiểu tử kia rốt cuộc quá non, sau khi tiêu diệt Đan Hỏa Thành, lại không có thừa cơ để cho thế lực khắp nơi thần phục, làm cho hiện tại thế lực khắp nơi vẫn là chia rẽ. Hắc hắc, cái này đúng là cơ hội để Phong Vân giáo chúng ta quật khởi a. Hừ các ngươi quá đánh giá thấp tiểu tử giang trần kia rồi hắn không có bắt buộc tất cả thế lực thần phục đó là bởi vì như vậy sẽ làm cho mọi người phản cảm mục tiêu cuối cùng nhất của lưu ly vương thành hắn nhất định là thống nhất nhân loại cương vực để cho tất cả thế lực thần phục hắn chỉ có điều hắn không có nóng vội mà là thả dây dài câu cá lớn mà thôi nói rất có lý tiểu tử giang trần kia nghĩ vô cùng lâu dài hắn để cho tỉnh trung đại đế ở đan hỏa thành chỉnh biên đan hỏa thành hợp nhất cường giả tán tu các nơi Nhìn về phía trên, hiển nhiên là muốn lợi dụng ưu thế của đan hỏa thành, tái tạo một thế lực lớn, nghe theo lưu ly vương thành chỉ huy. Kể từ đó, một nam một bắc, toàn diện khống chế nhân loại cương vực. Tiểu tử giảo hoạt, phong vân giáo chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Những cao tầng phong vân giáo này, người một lời, ta một câu, đều nhao nhao kêu lên. Phong vân giáo giáo chủ rất hài lòng phản ứng của bọn giáo chúng. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, muốn đúng là loại tâm lý cam thù giặc này. Trước đây, phong vân giáo mới bắt đầu quật khởi, phong vân giáo chủ cũng không phải là không có lo lắng qua, lo lắng lưu ly li vương thành kia quá cường thế, rất nhiều cường giả sẽ không bị phong vân giáo hắn hấp dẫn. Bất quá, sự tình tiến triển, lại thuận lợi ra ngoài ý định. Lúc ban đầu, phong vân giáo thông qua một ít thủ đoạn nhận không ra người, lôi kéo đến một đám cường giả. Đến hậu kỳ, khẩu hiệu cùng giáo lý của phong vân giáo, dần dần bị truyền bá ra. Sau khi chứng kiến giã tâm của phong vân giáo, rất nhiều cường giả kiệt ngao bất tuần có được giã tâm đều nhao nhao chủ động tới quăng những cường giả này đa số là tán tu cũng không có thiếu cường giả tông môn đương nhiên cũng có một ít là dư nhiệt của đan hỏa thành cùng bất diệt thiên đô thậm chí còn có chút là lão quái vật lánh đời bao nhiêu năm nói ngắn lại bọn họ đều là bị phong vân giáo hấp dẫn tới nhất là những cường giả đỉnh cấp kia ví dụ như phong vân bát đế trong bọn họ có hơn phân nửa là bị phong vân giáo giáo chủ hứa hẹn hấp dẫn đến bởi vì phong vân giáo giáo chủ hướng bọn hắn đồng ý sẽ tặng bọn hắn một cọc cơ duyên cọc cơ duyên này nói không chừng có thể để bọn hắn có được tư cách trùng kích thiên vị loại đồng ý này đối với cường giả đế cảnh mà nói là hấp dẫn căn bản không cách nào cực tuyệt thậm chí tử u đại đế mặc chiết đại đế nổi danh nhất trong tán tu cũng chịu đựng không được hấp dẫn của phong vân giáo giáo chủ nhào nhau gia nhập phong vân giáo đương nhiên dùng thực lực cùng địa vị của bọn hắn Tự nhiên là nhận được một vị trí Phong Vân Bát Đế. Bất kỳ một cái nào trong Phong Vân Bát Đế, hoặc là cự đầu tán tu giới, hoặc là cường giả lánh đời của tông môn, hoặc là cường giả lai lịch thần bí khó lường. Đương nhiên, Phong Vân Bát Đế hiện tại cũng không phải là sẽ không thay đổi. Nếu như có càng nhiều cường giả cao cấp gia nhập, Phong Vân Bát Đế tùy thời có khả năng biến thành Phong Vân Thập Đế, Thập Nhị Đế. Nói ngắn lại, cấp bậc pháp phương này là tồn tại gần với Phong Vân giáo chủ. Giang Trần này Bổn giáo chủ không thể không thừa nhận Không giống bình thường Năm đó bổn giáo chủ ẩn núp trầm hương cốc Bái kiến kẻ này một lần Người này thật có đại khí vận Luận thực lực không ít người đang ngồi ở đây Đều có thực lực đả bại hắn Nhưng thật muốn đánh Người có thể ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi Tuyệt đối không nhiều lắm Thậm chí có khả năng là không có một cái nào Thanh âm của phong vân giáo chủ không vội không chập Thời điểm nói đến gian trần Ngữ khí cũng không che giấu mình bội phục Lời này lại để cho thủ hạ có chút buồn bực giáo chủ tiểu tử kia là không tệ bất quá hắn đơn giản là một gia hỏa giỏi dựa thế muốn nói bản thân hắn mạnh bao nhiêu thuộc hạ thật đúng là không phục người nói lời này đương nhiên là tử u đại đế tử u đại đế này nằm trong phong vân bát đế địa vị cực cao năm đó hắn cùng đan cực đại đế cũng coi như có chút sâu xa từng theo đan cực đại đế tìm giang trần phiền toái lúc ấy cũng đã gặp thủ đoạn của giang trần Tử U Đại Đế thừa nhận Giang Trần rất giỏi, nhưng muốn nói thực lực bản thân, không dùng một ít bàng môn tả đạo, Tử U Đại Đế không tin Giang Trần sẽ mạnh như vậy. Ít nhất, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trấn áp Giang Trần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là công bình giao chiến. Nếu như Giang Trần triệu hồi thiên vị cường giả đáng sợ của cự thạch nhất tộc ra, cái kia lại phải nói khác rồi. Giáo chủ, Giang Trần này, ở nhân loại cương vực làm ra một tí trò. Bất quá, chính như tử U Đạo hữu nói, Hắn chỉ giỏi về dựa thế. Năm đó mượn Khổng Tước Đại Đế, về sau mượn bọn người Tỉnh Trung Đại Đế, Vô Song Đại Đế. Hôm nay lại mượn thế Thiên Vị Cường Giả của cự thạch nhất tộc. Ai, tiểu tử kia thật may mắn, nhân loại cường vực chúng ta bao nhiêu năm không có xuất hiện qua Thiên Vị Cường Giả rồi, hắn làm sao lại? Hiển nhiên, mọi người đối với Giang Trần gặp gỡ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không phục. Về phần Giang Trần lấy được những thành tựu kia, bọn hắn cũng thừa nhận, nhưng không tin khoa trương đến cỡ nào. Tùng hạc đan cũng tốt, Đế lăng đan cũng tốt, những điều này đều là thành tựu đan đạo, không phải công tích vĩ đại trên võ đạo. Thế giới võ đạo, mọi người nhận thức trực quan nhất là phải thông qua võ đạo đến cân nhắc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cường giả của nhân loại cương vực còn không chịu phục. Lẽ ra, Giang Trần làm rất nhiều đại sự kia, sớm nên nhất thống nhân loại cương vực, không có bất kỳ thanh âm khác thường. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế, ngay cả những nhất phẩm tông môn kia, tuy e ngại Lưu Ly li Vương Thành, nhưng cũng không có mấy cái lựa chọn đầu dạp xuống đất bái phục Giang Trần. Nói một cách khác, trước khi thực lực võ đạo của Giang Trần không có ưu thế áp đảo, hắn còn không cách nào trở thành lĩnh tụ của nhân tộc. Mà phong vân giáo chủ, tại sao ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, đạt được nhận đồng rộng khắp như thế, đạt được nhiều quy hàng như thế? Đó là bởi vì, phong vân giáo chủ biểu hiện ra thực lực viễn siêu cường giả đế cảnh, có thể đem tất cả cường giả đế cảnh đùa bỡn trong bàn tay. Đó là thực lực áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa giáo lý tràn ngập tính xâm lược của phong vân giáo, để cho rất nhiều cường giả có dã tâm, thấy được hy vọng thỏa mãn dã tâm của mình. chương 2459, phong vân giáo chủ 2. Ăn nhịp với nhau, mới khiến phong vân giáo ở ngắn ngủn mấy năm, hấp dẫn đến nhiều cường giả gia nhập liên minh như thế. Nói cho cùng, vẫn là cường giả vi tôn. Về phần phong vân giáo chủ này là người nào, từ đâu tới, sau lưng thân phận là gì, những điều này không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một, hắn là cường giả siêu việt đế cảnh là thiên vị cường giả không hề tranh luận phong vân giáo chủ cười nhạt một tiếng chư vị các ngươi nhận thức đối với giang trần vẫn có chút bất công đúng vậy hiện tại tính toán ra hắn là đứng ở mặt đối lập của bổn đế bất quá chính là bởi vì đứng ở mặt đối lập chúng ta phải công chính nhận thức kẻ này nếu như chỉ coi rẻ cái này là mù quáng tự đại nói thật trong nhân loại cương vực bổn giáo chủ có chút kiêng kỵ duy nhất là giang trần này về phần những người khác phong vân giáo chủ cũng không nói gì nữa nhưng ý tứ đã rất rõ ràng những người khác hắn căn bản chướng mắt giáo chủ người đã để mắt tiểu tử giang trần kia như thế dùng thần thông của ngài sao không trực tiếp giá lâm khổng tước thánh sơn trấn áp kẻ này để cho hắn thần phục giáo chủ ngài đúng vậy nếu trực tiếp trấn áp giang trần nhân loại cương vực còn ai có thể cùng giáo chủ đối kháng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giáo chủ giang trần này hội minh thiên hạ nếu không Chúng ta trực tiếp xiết đến hiện trường Hội Minh, cầm xuống tiểu tử kia, thừa cơ mà chuyển biến thành giáo chủ ngài Hội Minh Thiên Hạ. Đề nghị này đã nhận được rất nhiều tán thành. Phong Vân giáo chủ biểu lộ lạnh nhạt, mỉm cười. Cái đề nghị này không tệ, chỉ là không khỏi quá liều lĩnh. Đầu tiên, Lưu Ly Vương thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, có rất nhiều nội tình mà các ngươi không nhận thức đến. Tùy tiện sát nhập, vạn nhất kích phát thượng cổ truyền thừa, mặc dù là bổn giáo chủ ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. A à, thượng cổ truyền thừa chi địa, tất cả mọi người có chút nghi hoặc, đúng vậy, lưu ly vương thành ở thời đại thượng cổ phong ma, liền bắt đầu tu kiến. Người tu kiến lưu ly vương tháp, càng là một trong những lĩnh tụ nhân tộc thời đại thượng cổ năm đó. Các người nói, nội tình của lưu ly vương thành này sẽ như thế nào? Phong vân giáo chủ nói chuyện, làm cho những phần tử cuồng nhiệt kia, thoáng cái không một tiếng động. Khó trách lưu ly vương thành một mực phồn vinh như vậy, nguyên lai nội tình quá thâm hậu. Giáo chủ, nói như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? đúng vậy a, à, nếu không thể đánh, vậy thì không dễ làm rồi. phong vân giáo chủ cười nhạt nói, lưu ly vương thành huy hoàng, đó là phúc trạch từ thời đại thượng cổ. trước khi giang trần xuất hiện, lưu ly vương thành huy hoàng kỳ thật đã xuống dốc. cho dù là ở trong tay khổng tước đại đế, lưu ly vương thành kia cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. lời này rất nhiều người nghe đều cảm thấy có chút là lạ, bởi vì những người này đều là cường giả của nhân loại cương vực. Ở thời đại bọn hắn, Khổng Tước Đại Đế là một trong những lĩnh tụ của nhân loại cương vực. Muốn nói nhân phẩm của Khổng Tước Đại Đế, mặc dù là những gia hỏa kiệt ngao bất tuần này, cũng phải nhận đồng. Ít nhất, Khổng Tước Đại Đế không có ỷ vào Lưu Ly Vương thành cường đại, liền khắp nơi hoành hành ngang ngược. Điểm này, phẩm cách của Khổng Tước Đại Đế ít nhất tốt gấp trăm lần Đan Cực Đại Đế. Bổn giáo nói như vậy, trong nội tâm các ngươi nhất định cảm thấy nghi hoặc vì cái gì không tước đại đế hoàn mỹ trong nội tâm các ngươi, ở trong mắt bổn đế, sẽ không chịu được như thế. Cũng không phải nói không tước đại đế thật sự không chịu nổi, mà là lúc hắn tại vị, quá mức bảo thủ. Hoặc là nói, tâm tư của hắn, căn bản không có ở trên xương vương xương bá. Không tước đại đế này, chủ nghĩa lý tưởng quá mức, có quá nhiều cảm xúc bi thiên thương người, thậm chí có tình kết chúa cứu thế. Nhưng hắn lại quên, những chủ nghĩa anh hùng này, đó là cần thực lực đi thực hiện. Hắn thống trị Lưu Ly Vương Thành, ngay cả đệ nhất nhân loại cương vực cũng làm không được, hắn lấy cái gì đi thực hiện những lý niệm này. Những năm đó, loại ngu xuẩn như Đan Cực Đại Đế lại làm cho Lưu Ly Vương Thành nhiều lần kinh ngạc. Cái này là địa phương sai lầm nhất của Khổng Tước Đại Đế. Tất cả mọi người trầm mặc, lại không thể không thừa nhận, Phong Vân Giáo chủ nói, vẫn là có phần đạo lý. Tại thời đại của Khổng Tước Đại Đế, Lưu Ly Vương Thành ở trên khí thế là không bằng Đan Hỏa Thành. Giáo chủ Thực lực của Khổng Tước Đại Đế tại thời đại kia coi như là đỉnh cấp rồi. Chỉ có điều, hắn người này hoàn toàn chính xác không có dã tâm tranh bá thiên hạ gì. Đỉnh cấp, Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, đây chẳng qua là đứng ở góc độ của các ngươi, nhân loại cương vực là xa đọa, nhưng không có xa đọa đến một bước như các ngươi tưởng tượng. Bổn giáo chủ có thể xác định nói, nhân loại cương vực này, thiên vị cường giả, tuyệt đối có, hơn nữa không chỉ một hai cái. Chỉ có điều những lão gia hỏa này đã ích kỷ đến tình trạng không muốn động thoáng một phát rồi sợ động nhiều thoáng một phát liền sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của bọn hắn dù sao linh lực của nhân loại cương vực này đối với thiên vị cường giả mà nói thật sự quá mỏng manh lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhân loại cương vực có thiên vị cường giả hơn nữa không chỉ một cái cái này thật đúng là tin tức nặng cân còn không phải tin tức nặng cân bình thường a à triệt để phá vỡ nhận thức của mọi người đối với nhân loại cương vực A. À. Giáo chủ, người nói là, nhân loại cương vực, có thiên vị cường giả. Con mắt của mặc chiết đại đế bỗng nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cặp đồng tử màu tím của tử U đại đế lập lè bất định, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Phong vân giáo chủ nói chuyện, đích thật là phá vỡ nhận thức của mọi người. Ở trong nhận thức của mọi người, cường giả mạnh nhất nhân loại cương vực là cường giả đế cảnh, như đan cực đại đế cùng khổng tước đại đế vậy lại cao trước kia bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thẳng đến phong vân giáo chủ xuất hiện thẳng đến giang trần triệu hồi ra sinh linh cự thạch nhất tộc trấn áp đan cực đại đế cả nhân loại cương vực mới chậm rãi tiếp nhận thiên vị cường giả nhưng dù là sinh linh của cự thạch nhất tộc thực lực cũng không có khôi phục trình độ thời đại hoang cổ hiện nay nhiều lắm là tính toán nửa bước thiên vị đến tiểu thiên vị cách trạng thái đỉnh phong một phần năm cũng không có khôi phục đến hơn nữa dùng trình độ linh lực cùng tài nguyên của nhân loại cương vực hiện tại muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng bởi vì tiêu hao trong đó hoàn toàn chính xác không phải nhân loại cương vực hiện tại có thể thừa nhận được ngữ khí của phong vân giáo chủ lạnh nhạt thiên vị cường giả tuyệt đối có chỉ là thượng cổ đại chiến qua đi nhân loại cương vực tổn thương quá lớn làm cho tất cả mọi người cho rằng nhân loại cương vực từ nay về sau cáo biệt thời đại thiên vị cường giả trên thực tế đây là một truyền nhầm Chương 2460, Thiên Long phái tràn đầy nguy cơ. À, chuyên nhầm, mặc Chiết Đại đế hô nhỏ một tiếng. Năm đó, ta từng nghe qua một tin đồn, nói Không Tước Đại đế đã từng mấy lần cảm mộ đến thiên đạo, lại không có lựa chọn trùng kích thiên vị cảnh giới. Có người nói hắn lo lắng nhân loại cương vực điều kiện không đủ, trùng kích thiên vị thất bại. Có người nói hắn lo lắng sau khi đột phá thiên vị, nhất định phải ly khai nhân loại cương vực, liền không cách nào thực hiện mộng tưởng của hắn. Phong vân giáo chủ đối với chuyện này, ngược lại không có nghe nói qua, nhướng mày. Đầu óc hắn có vấn đề sao? Cả mộ thiên đạo, lại không thừa cơ bắt lấy. Thiên cho không lấy, tất bị hắn hại. Giáo chủ nói không sai, không tước đại đế kia là điển hình thiên cho không lấy, tất bị hắn hại. Nếu không, lúc sau hắn như thế nào bị tu la đại đế cấu kết đan cực đại đế làm hại? Nói không chừng, cái này là ông trời trừng phạt hắn a. Có một cường giả đế cảnh biết rõ điển cố bên trong, mở miệng nói lão thiên gia cho ngươi cơ hội, ngươi lại không bắt lấy, lão thiên gia tự nhiên sẽ sinh khí, tự nhiên phải đánh xuống tai nạn. Phong vân giáo chủ khoát tay chặn lại, tốt rồi, những chuyện này đều là ngoài lề, bổn giáo chủ là muốn nói cho các người biết, các người có thể khinh thị người lưu ly vương thành, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị lưu ly vương thành. Lưu ly vương thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, cho dù là đan hỏa thành, cũng không cách nào so sánh. Nhất là ba tòa lưu ly vương tháp của lưu ly vương thành, càng là thượng cổ chi mê, lưu ly vương tháp tất cả mọi người tràn ngập khó hiểu nhìn qua phong vân giáo chủ phong vân giáo chủ nói các ngươi đừng nhìn bổn giáo chủ đối với lưu ly vương thành bổn giáo chủ biết cũng không nhiều hơn các ngươi bao nhiêu bất quá căn cứ một ít khảo cứu của bổn giáo chủ đối với thượng cổ thời đại ở trong lưu ly vương tháp nhất định có rất nhiều bí mật thượng cổ đây cũng là địa phương mà giang trần để cho người kiêng kỵ nhất nếu như hắn kế thừa lưu ly vương tháp truyền thừa thì dù là bổn giáo chủ cũng không thể không kiêng kỵ hắn ba phần. Phong Vân giáo chủ không biết có lai lịch gì, chỉ thức hiển nhiên viễn siêu những tu sĩ của nhân loại cương vực. Nhìn về phía trên, hắn đối với điển cố của nhân loại cương vực, nhất là thời đại thượng cổ, là rõ như lòng bàn tay, hắn nói vài lời, nhưng đối với những tu sĩ của nhân loại cương vực mà nói, đều không khác thiên đại bí văn. Giáo chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại, mọi người bị Phong Vân giáo chủ cảnh cáo, cũng từ trong không khí cuồng nhiệt tỉnh táo lại, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì giáo chủ chẳng thèm mó tới rất nhiều tông môn của nhân loại cương vực lại hết lần này tới lần khác thận trọng với một người tuổi còn trẻ khống chế lưu ly vương thành như vậy nguyên nhân ở chỗ này đúng vậy a à, giáo chủ lưu ly vương thành kia thật là cường đại thế nhưng mà giang trần kia cuối cùng là người trẻ tuổi có lẽ chúng ta nên hảo hảo lợi dụng điểm này của hắn đúng tuổi trẻ ý nghĩa uy tín không đủ tuổi trẻ ý nghĩa hắn muốn mọi người tán thành ít nhất phải làm ra thành tích gấp 10 lần người khác. Đừng cãi nữa, nghe giáo chủ. Đúng, nghe giáo chủ. Lưu Ly Vương Thành là không tệ, nhưng cũng không thắng được giáo chủ. Phong vân giáo chủ cười nhạt một tiếng. Nếu để cho Lưu Ly Vương Thành thuận lợi hội minh, đối với phong vân giáo ta mà nói, không khỏi là một đả kích. Hiện tại, phong vân giáo chúng ta ở vào giai đoạn bay lên, thế đang mãnh liệt. Nếu để cho Lưu Ly Vương Thành ngăn chặn, đối với phong vân giáo ta ngày sau khuếch trương, là cực kỳ bất lợi. Ngữ khí của Phong Vân giáo chủ phi thường ngưng trọng, rất nhiều thế lực sở dĩ hiện tại không ủng hộ chúng ta, đơn giản là lo lắng Phong Vân giáo chúng ta không cách nào cùng Lưu Ly Vương thành chống lại. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản nhìn không tốt Phong Vân giáo chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể bọn hắn cho rằng Lưu Ly Vương thành cùng Giang Trần là không thể đối kháng. Không thể đối kháng sao? Phong Vân giáo chủ Khoan Thai cười cười, ngữ khí tràn ngập quỷ dị. Truyền hiệu lệnh của bổn giáo, lập tức hạ tối hậu thư cho Thiên Long phái. Trong vòng một ngày, nếu không hàng phong vân giáo ta, thiên long phái từ nay về sau xóa tên khỏi thần uyên đại lục, chó gà không tha. Mệnh lệnh bá khí 10 phần, nếu là thế lực bình thường, đối với loại quái vật khổng lồ như thiên long phái, ở đâu có tư cách nói lời này. Nhưng hết lần này tới lần khác, phong vân giáo có tư cách này. Nhân loại cương vực hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có phong vân giáo có lực lượng nói lời này. Trong sơn môn thiên long phái, hiển nhiên cũng là mưa gió mịt mù, rất có loại hào khí tận thế đến nơi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tao ngộ đả kích chí mạc, làm cho thiên long phái từ trên xuống dưới, lòng người bằng hoàng. Nếu như không phải vì thiên long phái là tông môn có tín ngưỡng, có truyền thừa, chỉ sợ sớm đã tan đàn sẻ nghé, ai còn dừng lại ở đây. Cũng chỉ có loại tông môn như thiên long phái, không đơn thuần là một tông môn, còn có huyết mạch tương liên. Cái này để cho thiên long phái từ trên xuống dưới thập phần đoàn kết. Cho dù thua trận, cho dù bị đánh tan, đệ tử của Thiên Long Phái, chỉ có chết trận, không có đảo binh. Mặc dù Thiên Long Phái có khuyết điểm, nhưng mà ở điểm này, lại là tông môn khác của nhân loại cương vực không cách nào với tới. Chỉ là, Thiên Long Phái hiện tại, đã như kiến bò trên chảo nóng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay vừa rồi, phong vân giáo phát ra tối hậu thư. Trong vòng một ngày, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt môn. Hiển nhiên, phong vân giáo kiên nhẫn, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại, thiên long phái tông chủ long chập, mặc dù không có vẫn lạc như ngoại giới nói, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, một hơi vận lên không được, có khả năng sẽ vẫn lạc thật sự. Mà nhân vật số 2 long bá tương, ở trầm hương cốc đã vẫn lạc. Toàn bộ thiên long phái, có thể nói là quần long vô thủ. Chẳng lẽ, thực đã đến tình trạng phải đầu hàng sao? Thiên long phái là một tông môn rất kiêu ngạo, muốn bọn hắn đầu nhập vào một giáo phái quật khởi không đến 5 năm, bọn hắn thật sự là không cam lòng. Kết cục như vậy, Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Cái này thậm chí còn không bằng thua trong tay Lưu Ly Vương Thành. Ít nhất, Lưu Ly Vương Thành sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Nếu không, vẫn là xin chỉ thị của tông chủ thoáng một phát. Một cao tầng của Thiên Long phái đề nghị, không ổn, tông chủ đã tràn đầy nguy cơ, lúc này, đúng là thời khắc mấu chốt, xem hắn có thể xông qua cửa ải này, đạt được niết bàn hay không. Hiện tại cầm những sự tình này đi quấy rầy tông chủ, tuyệt đối là hại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Quyết định này phải là tông chủ tới làm, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định, chỉ có một ngày thời gian, phong vân giáo kia là khinh người quá đáng a. À. Chương 2461, không ai bị nổi một. Hừ, Lưu Ly Vương Thành hội Minh Thiên Hạ, phong vân giáo này liền ngồi không yên. Cho nên phải giải quyết dứt khoát, nhìn về phía trên, phong vân giáo này rốt cuộc vẫn kiêng kỵ Lưu Ly Vương Thành a. Hiện tại cầu cứu Lưu Ly Vương Thành, còn kịp không? hướng lưu ly vương thành cầu cứu đề nghị này để cho tất cả mọi người khó chịu nổi lúc nào thiên long phái thảm như vậy rồi chỉ điểm thế lực mình khó chịu nhất cầu cứu năm đó thời điểm lưu ly vương thành đỉnh phong nhất thiên long phái cũng không cho lưu ly vương thành mặt mũi thậm chí còn cùng lưu ly vương thành đối nghịch hiện tại muốn bọn hắn đi cầu lưu ly vương thành này làm sao kéo ra mặt được mấu chốt nhất chính là lưu ly vương thành sẽ phản ứng đến bọn hắn sao năm đó trong danh sách phương bắc đồng minh Thiên Long phái cũng có một phần. Tuy sau đó Giang Trần không có mượn cơ hội chèn ép Thiên Long phái bọn hắn, thế nhưng mà sống chết trước mắt, muốn người ta lấy ơn báo oán, đích thật là quá khó khăn. Cho nên, đề nghị này nghe rất đẹp, nhưng áp dụng khả thi lại không cao. Hơn nữa, từ thời gian tính toán cũng không còn kịp rồi. Dù sao, phong vân giáo này uy hiếp ngay ở trước mắt, mà Lưu Ly vương thành nước xa, chưa hẳn có thể giải khát gần. Thời khắc mọi người nghị luận nhau nhau, bỗng nhiên có người nhãn thần lóe lên, lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn nơi hẻo lánh bên trái, đi ra một đạo thân ảnh. Tông chủ, tông chủ, ngài như thế nào đi ra? Đạo thân ảnh này, đương nhiên là thiên long phái tông chủ long chập. Nhìn về phía trên, mặc dù long chập có chút thiếu huyết sắc, nhưng khí sắc rõ ràng đã khá hơn nhiều. So lúc trước tùy thời có khả năng ngã lăn, đích thật là có đổi mới rất lớn. Nhìn về phía trên, tựa hồ sinh cơ lại khôi phục. Cái này làm cho tất cả mọi người vui vẻ dáng người long chập khôi ngô, như một ngọn núi, cho dù ở vào suy yếu kỳ, cũng có một gỗ uy nghiêm, làm cho thủ hạ tràn ngập kiêng kỵ. Các người đang thương thảo cái gì? Long chập nhàn nhạt hỏi, mọi người không dám giấu giếm, đem tối hậu thư của phong vân giáo nói một lần. Lúc này, tông chủ hỏi đến, bọn hắn nào dám giấu giếm? Long chập nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Phong vân giáo này, thật sự là khinh người quá đáng. Muốn thiên long phái ta thần phục hắn, tông chủ, đừng tức giận đừng tức giận thân thể của ngươi quan trọng hơn đúng vậy a à, tông chủ mọi sự dùng thân thể của ngươi bảo trọng làm đệ nhất lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt nhìn ra được những cao tầng này của thiên long phái đối với tông chủ còn là phi thường tôn sùng trận chiến cùng phong vân giáo ấy không phải tông chủ vô năng mà là địch nhân quá mạnh mẽ tông chủ một người đối kháng ba bốn tên cường giả đế cảnh thực lực cường thịnh trở lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất đáng hận nhất chính là phong vân giáo kia thậm chí có nhiều cường giả đế cảnh như thế, hơn nữa nhân loại cương vực còn có nhiều cường giả không ngừng tìm phong vân giáo nương tựa. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, phong vân giáo này, đến cùng có mị lực gì, lại hấp dẫn được nhiều cường giả, phía sau tiếp trước đầu nhập vào như vậy. Bất quá, hiện tại tông chủ ra mặt, tâm tình vốn sợ hãi của mọi người, cũng hơi chút hiền ổn một tí. Là chiến hay hàng, chỉ ít có tông chủ ra mặt quyết định rồi. Long chập than nhẹ một tiếng, chư vị, lực lực của phong vân giáo, mọi người cũng đều thấy được. Thiên Long phái ta bại, không phải chúng ta vô năng, mà là vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ, Tông Chủ lựa chọn đầu hàng sao? Tuy mọi người đều biết, nếu như không muốn Tông Môn bị diệt, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng mà, thực đến một bước này, trong đầu mọi người vẫn không có tư vị. Thiên Long phái, hàng, tin tức này, tựa như ôn dịch, cơ hồ là lập tức truyền khắp cả nhân loại cương vực. Thiên Long phái không ai bị nổi, hung hăng càn quấy bá đạo lại bị phong vân giáo dọa sợ quyết định đầu hàng giang trần đạt được tin tức này cũng im lặng thật lâu nhìn sắc mặt của giang trần âm trầm như nước bàn long đại đế cũng khuyên nhủ thiếu chủ không cần ảo não cái gọi là nhất phẩm tông môn vốn không nên ôm hy vọng quá lớn đối với bọn họ cũng không phải giang trần có chờ mong gì với thiên long phái dù sao lưu ly vương thành hắn cùng thiên long phái căn bản không có giao tình muốn cẩn thận nói tiếp song phương có ngược lại là ân oán chỉ là thiên long phái bỗng nhiên đầu hàng lại để cho giang trần đối với thế lực khắp nơi của nhân loại cương vực hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng hắn đột nhiên có một loại bi ai không hiểu mình một mực cố gắng như vậy đến cùng là vì cái gì vì thủ hộ nhân loại cương vực sao giang trần thừa nhận cho tới bây giờ hắn vốn không nghĩ tới khát vọng vĩ đại như vậy nếu không phải bị khổng tước đại đế ảnh hưởng giang trần thậm chí không muốn tiếp nhận gánh nặng này về sau tiếp nhận trọng trách giang trần một mực cẩn trọng coi như là cúc cung tận tụy, vì vận mệnh của nhân tộc mà bôn ba, phòng ngừa chu đáo, làm các loại cố gắng. Thế nhưng mà kết quả, lại đổi được cái gì? Đổi lấy phương Bắc đồng minh liên thủ xâm phạm lưu ly vương thành. Đổi đến một lần lại một lần thất vọng, như thiên long phái này, vốn cũng là một phần tử của phương Bắc đồng minh, sau khi giang trần tiêu diệt đan hỏa thành, không có giận cho đánh mèo những thế lực kia, lại để cho bọn hắn bình yên vô sự ly khai, là hy vọng bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng mà thiên long phái, đối mặt phong vân giáo bỗng nhiên quật khởi, lại không hề có khí tiết đầu hàng. Đây không phải câu chuyện đan hỏa thành trước kia tái diễn sao. Muốn nói tiếp, thiên long phái này ở trong tất cả đại tông môn của nhân loại cương vực, coi như tương đối cao ngạo, có cốt khí. Nhưng mặc dù như vậy, thiên long phái ở trước mặt trái phải rõ ràng, vẫn lựa chọn đầu hàng, mà không phải lựa chọn ngoan cố chống lại. Trong lúc nhất thời, Giang Trần Đích thật là có chút bi ai. Bàn Long, Thiên Long phái này như Bàn Long nhất tộc ngươi, đều được xưng long tộc truyền nhân. Long tộc, chính là chủng tộc cao ngạo nhất thượng cổ. Cận kề cái chết cũng không khuất nhục, đổi lại ngươi là tông chủ của thiên long phái, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Giang Trần nhìn bàn long đại đế hỏi, bàn long đại đế cười khổ nói, thiếu chủ, vấn đề này của ngươi, thật sự quá khó xử thuộc hạ rồi. Bất quá, bàn long nhất mạch ta, sinh là người của Lưu Ly Vương Thành, chết là quỷ của Lưu Ly Vương Thành. Tha rằng chết trận, cũng tuyệt không đầu hàng, điểm này, vẫn là có thể cam đoan. Giang Trần gật gật đầu, chỉ tiếc, loại người như ngươi, ở nhân loại cương vực thật sự quá ít. Dù là lưu ly vương thành chúng ta, cũng chưa chắc mỗi cái đều có thể như thế. Bàn Long Đại Đế thở dài, cũng phải, cái này là hiện trạng của nhân loại cương vực. Thượng cổ đến nay, thiếu thốn các loại tín ngưỡng cùng truyền thừa tinh thần, để cho rất nhiều thế lực của nhân loại cương vực, không còn có khí tiết như thượng cổ tiên dân. Trường 2462, không ai bị nổi thai. Cũng may, hiện trường chỉ có bàn long cùng tịch diệt nhị vị đại đế ở bên cạnh giang trần tịch diệt đại đế mở miệng nói thiếu chủ không cần khổ sở nói cho cùng hội minh sắp tới phong vân giáo này là ý định cho chúng ta một hạ mã uy đích thật là một hạ mã uy giang trần gật đầu ngươi nói đúng trong khoảng thời gian này mọi người nhất định phải đề phòng tập trung tinh thần đúng phong vân giáo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta hội minh không để ý tới lần hội minh này nói không chừng sẽ là một lần va chạm sớm giữa Lưu Ly Vương Thành ta cùng Phong Vân giáo. Trong mắt bàn long đại đế lại lóe ra vẻ kích động. Tin tức Lưu Ly Vương Thành hội minh truyền đi, thế lực khắp nơi cũng dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Lưu Ly Vương Thành tham gia hội minh. Mấy ngày nay, hào khí của Lưu Ly Vương Thành rõ ràng trở nên ngưng trọng lên. Các loại tin tức cũng không ngừng truyền đến, Giang Trần thiếu chủ, nhị phẩm tông môn thủy kính tông tới tham gia hội minh bị tập kích, toàn tông vẫn lạc. Thiếu chủ thiên đô thường vực nhị phẩm tông môn hồ điệp tông cũng tao mộ tập kích không rõ chỉ có một gã tu sĩ may mắn chạy ra thiếu chủ ngắn ngủn mấy ngày thì có sáu bảy thế lực tham gia hội minh bị tập kích tin tức không ngừng truyền đến hơn nữa thế lực bị tập kích trên cơ bản đều không có người sống chạy ra tin giữ liên tiếp không ngừng truyền ra làm cho thế lực tham gia hội minh khắp nơi đều là rất sợ hãi không ít nhị tam phẩm tông môn đi đến một nửa đã ra động tác muốn lui lại thậm chí có chút tông môn mới vừa đi ra ra môn, nghe được tin tức, liền lui trở về, không dám xuất phát nữa. Hiển nhiên, mọi người đều biết, đây là phong vân giáo bắt đầu trả thù. Không phải lưu ly vương thành ngươi muốn hội minh thiên hạ sao? Phong vân giáo ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi thực hiện được. Không thể không nói, phong vân giáo làm như vậy rất bị ổi, nhưng hiệu quả lại cực tốt. Cả nhân loại cương vực, tông môn lớn nhỏ cực nhiều, tông môn tam phẩm trở lên, có một cái tính toán một cái, chỉ ít có mấy trăm nhà. Thế nhưng mà, bị phong vân giáo làm thành như vậy, chỉ ít có hơn phân nửa tông môn, đều hành quân lặng lẽ. Vốn, những thế lực này là do dự, sở dĩ bọn hắn tham gia, đây là vì nịnh nọt, leo lên lưu ly vương thành, miễn cho bị lưu ly vương thành ghi hận. Thế nhưng mà hôm nay phong vân giáo cường thế trả đúa, lại để cho những cỏ đầu tường này cảm nhận được sinh tử uy hiếp, bọn hắn tự nhiên liền ra động tác muốn lui lại. Dù sao, bọn hắn thuần phục lưu ly vương thành, còn chưa tới loại trình độ sinh tử bất kể bởi như vậy bên lưu ly vương thành liền khó tránh khỏi có chút bị động rồi giang trần nhận được tin tức xấu không ngớt không dứt trình độ phiền muộn có thể nghĩ toàn bộ lưu ly vương thành đều nghẹn lấy một cỗ lửa giận phong vân giáo này chơi chiêu thức ấy thật sự là ác tâm hết lần này tới lần khác chiêu số buồn nôn ấy lại không có biện pháp phá giải phong vân giáo người đông thế mạnh cường giả như mây thủ đoạn lại độc ác cơ hồ có thể nói là không đạt mục đích không từ thủ đoạn điểm này cho dù là đan hỏa thành năm đó, cũng làm không ác như vậy. Nói giết liền giết, nói diệt thì diệt, hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Ngắn ngủn mấy ngày, liền có hơn 10 tông môn bị diệt, hơn nữa thủ đoạn đều thập phần tàn nhẫn. Phong vân giáo giết gà dọa khỉ, hiệu quả là phi thường rõ ràng. Nửa tháng xuống, thế lực chính thức bình an đi vào lưu ly vương thành, cũng chưa tới một phần năm. Loại trang diện này, không thể nghi ngờ để cho hội minh lộ ra hết sức khó coi. Cũng may, tất cả nhất phẩm tông môn ngược lại đều đến. Ngoại trừ thiên long phái đã đầu hàng cùng bất diệt thiên đô bị tiêu diệt, sáu nhất phẩm tông môn đều có mặt hết. Cho dù là nguyệt thần giáo ở tây bắc tuyệt địa bận rộn, cũng phái đại biểu đến. Cái này để cho lần hội minh này còn bảo lưu lại chút mặt mũi cuối cùng. Bất quá, phong vân giáo kia lập tức phát ra thanh minh. Phàm là thế lực tham gia lưu ly vương thành hội minh lần này, đều bị phong vân giáo coi là cái đinh trong mắt, trở thành đối tượng phong vân giáo đả kích bước tiếp theo. Uy hiếp, đây quả thực là uy hiếp không thèm che giấu. Thiếu chủ, không thể để cho Phong Vân giáo kia hung hăng càn quấy nữa. Hiện tại lòng người đã bàng hoàng a. Đúng vậy, Thiên Long phái đầu hàng, hơn nữa lần này Phong Vân giáo tiêu diệt 10 tông môn, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Hiện tại, cả nhân loại cương vực đều e ngại Phong Vân giáo. Những ngày này, Giang Trần cũng trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm đối sách. Bàn Long, truyền hiệu lệnh của bổn thiếu chủ, trả lời cho Phong Vân giáo kia. Nói bổn thiếu chủ hội Minh Thiên Hạ, ở Lưu Ly Vương thành chờ Phong Vân giáo bọn hắn. Nếu bọn hắn có bản lĩnh, đi ra Lưu Ly Vương thành quyết sống mái, không cần ở sau lưng làm những việc nhận không ra người kia. Phó đạo tranh hùng, thoải mái đứng ra quyết thắng, dùng thủ đoạn tập sát, cũng chưa chắc có thể khiến người trong thiên hạ chịu phục. Giang Trần biết rõ, cùng loại thế lực như Phong Vân giáo giảng đạo lý, đó là khẳng định không có tác dụng. Phong Vân giáo là không nói đạo lý, không từ thủ đoạn. Đối với loại thế lực này, chỉ có thể so với bọn hắn càng không nói đạo lý. Trực tiếp tuyên chiến phong vân giáo, dùng loại phương thức này, bước bách phong vân giáo đi ra quyết sống mái. Mặc dù này không tính là biện pháp tốt, coi như là một lựa chọn không tệ. Dù sao, hiện tại muốn hắn mang binh giết đến phong vân giáo, thắng bại khó liệu. Thế nhưng mà, tại lưu ly vương thành, Giang Trần dựa vào các loại thiên thời địa lợi, muốn cho phong vân giáo một bài học, vẫn tương đối có nắm chắc. Chỉ là, phong vân giáo sẽ theo như tiết tấu của hắn tới sao? giang trần không có nắm chắc hiện tại hắn lo lắng nhất chính là phong vân giáo căn bản không theo tiết tấu của hắn chỉ một mặt trấn nhiếp chấn áp thế lực khắp nơi bức bách khắp nơi thần phục như là như vậy phong vân giáo này sẽ càng thêm khó đối phó rồi nếu như phong vân giáo chịu đứng ra quang minh chính đại cùng lưu ly vương thành hắn quyết thắng bại giang trần ngược lại rất hoan nghênh chỉ là quyết định này của giang trần quả nhiên không có tác dụng phong vân giáo đối với giang trần khiêu chiến căn bản khinh thường chú ý ngược lại trả lời nói, phong vân giáo căn bản khinh thường cùng Lưu Ly Vương Thành chiến một trận. Cũng hướng Lưu Ly Vương Thành phát ra thông điệp, tốt nhất thức thời một chút, sớm ngày quy thuận phong vân giáo, thần phục phong vân giáo. Nếu không, bước tiếp theo, Lưu Ly Vương Thành là mục tiêu đả kích của phong vân giáo. Một khi phong vân giáo công kích Lưu Ly Vương Thành, thì sẽ không như thiên long phái, cho cơ hội đầu hàng. Đến lúc đó, phàm là người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy diệt sát, chó gà không tha. Loại thái độ ngạo mạn này của Phong Vân giáo làm cho Lưu Ly Vương thành tức giận đến phổi sắp nổ. Tuy bọn hắn xem thường Phong Vân giáo, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chương 2463, hiện trường hội minh 1. Phong Vân giáo đáng sợ nhất không phải thực lực của bọn hắn, mà là bọn hắn rõ ràng có thực lực, lại còn có thể vô sỉ như vậy, không từ thủ đoạn như thế. Loại đối thủ này mới là khó chơi nhất, như Đan Cực Đại Đế, loại chỉ biết chơi tiểu thông minh so sánh với phong vân giáo, quả thực tựa như hải đồng ba tuổi. Trong lúc nhất thời, hào khí của Lưu Ly Vương Thành cũng vô cùng áp lực, rất có tư thế rông bão sắp đến. Ai cũng không nghĩ ra, một thế lực quật khởi ba bốn năm, vậy mà sẽ gây ra thanh thế to lớn như thế, làm cho Lưu Ly Vương Thành sứt đầu mẻ chán. Theo thế lực khắp nơi không ngừng đến, hiện tại Lưu Ly Vương Thành phi thường náo nhiệt, nhưng hào khí lại càng thêm vi diệu rồi. Vốn, mọi người tới tham gia hội minh, đối với Lưu Ly Vương Thành là tràn ngập tin tưởng. Thế nhưng mà, phong vân giáo ở trong khoảng thời gian này, làm ra nhiều thanh thế như vậy, cơ hồ là triệt để chiếm cứ thượng phong, khiến lưu ly vương thành sứt đầu mẻ chán. Những môn nhân còn sót lại của tông môn bị diệt kia, càng ẩn ẩn có chút đẩy trách nhiệm cho lưu ly vương thành, cảm thấy là lưu ly vương thành hội minh, mới khiến bọn hắn bị diệt môn. Mà những tông môn bị sợ trở về kia, cũng có chút phàn nàn. Cảm thấy lưu ly vương thành hội minh, không có nói cung cấp đầy đủ bảo hộ, lại để cho bọn hắn lo lắng hãi hùng, để cho phong vân giáo uy hiếp bọn hắn. Những hỗn đản này, trách nhiệm gì cũng giao cho lưu ly vương thành chúng ta. Đáng chết, bàn long đại đế chửi ầm lên, hiển nhiên, chuyện phát sinh gần đây, để cho hắn tức giận đến không nhẹ. Lưu ly vương thành hội minh thiên hạ, rõ ràng là vì lợi ích của mọi người, vì ngăn chặn phong vân giáo không ai bị nổi, vì giảm bớt thế cục của nhân loại cương vực. Thế nhưng mà, lưu ly vương thành trả giá, lại không có được lý giải. Ngược lại đưa tới rất nhiều chỉ trích, đưa tới rất nhiều cừu hận. Đây hết thảy, đối với Lưu Ly Vương Thành hiển nhiên quá không công bình. Thiếu chủ, có phải Lưu Ly Vương Thành chúng ta quá dễ nói chuyện hay không?" Bàn Long đại đế thở phì phì hỏi. Kỳ thật Giang Trần cũng có chút căm tức, bất quá tâm tình của hắn lập tức liền bình phục. Muốn nói trong lòng của hắn không có ủy khuất, đó là giả. Bất quá hắn lại nghĩ thoáng, Lưu Ly Vương Thành đã muốn làm lĩnh tụ nhân tộc thì phải có đảm đương. Ở thời điểm đỉnh phong hưởng thụ lấy tiếng vỗ tay, như vậy thời điểm ở thung lũng nhất định phải gánh chịu nghi vấn. Đây là không hề nghi ngờ, hiện tại là thời điểm không thể mất đi lý trí. Nếu như hiện tại mất lý trí, sẽ trúng kế của phong vân giáo. Cho nên, bây giờ đối với ngoại giới chê khen, Giang Trần dứt khoát bỏ mặc Bàn Long, vững vàng, phong vân giáo nhất định cam tâm tình nguyện chứng kiến chúng ta hồn hển Có lẽ, đây chính là tình cảnh bọn hắn muốn nhìn. Bàn Long đại đế hít sâu một hơi, gật đầu nói. Thiếu chủ nói rất đúng, là ta quá gấp gáp rồi phong vân giáo này thập phần hèn hạ so với đan hỏa thành năm đó còn hèn hạ nhiều hơn thiếu chủ lần này chúng ta gặp được đối thủ đáng sợ rồi giang trần từ chối cho ý kiến hạ lệnh thế lực khắp nơi nên đến cũng đến không sai biệt lắm các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghi thức hội minh nhất định không thể ra bất luận ngoài ý muốn gì lần hội minh này quan hệ đến an nguy tồn vong của nhân tộc dù nội tâm của giang trần lại ủy khuất cũng phải kiên trì hoàn thành ba ngày sau nghi thức hội minh chính thức khởi động hiện trường hội minh tại đại quảng trường trước cửa ra vào của lưu ly vương tháp các lộ thế lực đại tông môn đến từ nhân loại cương vực đến quả thực không ít tuy bị phong vân giáo trộn lẫn thoáng một phát làm cho quy mô của hội minh suy yếu trên phạm vi lớn nhưng như cũng cực kỳ náo nhiệt dưới trướng lưu ly vương thành bản thân thì có rất nhiều thế lực cộng thêm các vực quanh thân trên cơ bản thế lực lớn đều là tới đông đủ ví dụ như thiên kiếm tông trị hạ thiên tiền của viện trị hạ còn có rất nhiều trung vực hạ vực quanh thân làm cho nghi thức hội minh lộ ra cực kỳ náo nhiệt giang trần ở dưới một đám đại đế của lưu ly vương thành túm tụng xuất hiện ở hiện trường hội minh hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới hoan hô nhất là những tam phẩm tông môn kia xưa nay bọn hắn còn không có cơ hội nhìn thấy giang trần giờ phút này dưới tình huống khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng rất nhiều đệ tử của tam phẩm tông môn đều kích động vô cùng không ngừng kêu to giang trần thiếu chủ giang trần thiếu chủ giang trần mỉm cười tự nhiên phất phất tay tỏ vẻ ý bảo giang trần bình dị như thế càng làm cho hắn thắng được tiếng vỗ tay như sóng gầm những đại đế của lưu ly vương thành theo sau lưng giang trần kia trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn giang trần thiếu chủ đích thật là có mị lực đặc biệt mặc kệ đi đến đâu phảng phất đều có thể trở thành nhân vật chính trở thành tiêu điểm đưa tới các loại hoan hô cùng sùng bái đây là đãi ngộ mà bọn hắn cả đời cũng hưởng thụ không đến mặc dù là khổng tước đại đế năm đó chỉ sợ cũng hưởng thụ không đến loại đãi ngộ này giang trần rất bình thản ung dung thiên mục thần đồng mang theo uy áp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn khắp toàn trường ánh mắt của hắn tựa như binh khí vô hình làm cho người cảm giác được một hồi uy áp không hiểu mặc dù là cường giả đế cảnh ở dưới ánh mắt sắc bén của giang trần tâm thần cũng hơi có chút rung động chư vị lần này các người tới tham gia hội minh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có thể nói khó được giang trần mở miệng những năm gần đây nhân loại cương vực đã xảy ra rất nhiều sự tình. Cách cục của nhân loại cương vực cũng không ngừng biến hóa. Chỉ là, đến nay khả năng còn có ít người không thể đối mặt một sự thật, cái kia chính là. Cách cục bình tĩnh dĩ vãng của nhân loại cương vực đã phá vỡ. Hòa bình, an bình đã trở thành quá khứ. Từ nay về sau, mặc kệ có ở hiện trường hay không, mặc kệ người có nguyện ý hay không, dưới đại thế của nhân loại cương vực đều sẽ bị cuốn vào, vàng thao lẫn lộn, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp gõ vang cảnh báo. Lời vừa nói ra, hào khí lập tức bị đè nén rất nhiều. Đối với Giang Trần nói, rất nhiều người trẻ tuổi đều là kiến thức nửa vời, thậm chí không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, một ít cường giả lớn tuổi, ẩn ẩn, lại phân biệt ra một ít hương vị, hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được Giang Trần nói ý ở ngoài lời. Nói trắng ra một chút, là nhân loại cương vực đã tiến vào thời buổi rối loạn. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, đan hỏa thành bị diệt, điều này cũng thôi. Trầm hương cốc thiên ma ma chủ phá phong ấn, dưới bi chi cảnh bị đánh phá, nam đầu ly tộc xuất hiện thiên vị cường giả. Hôm nay, nhân loại cương vực lại toát ra một phong vân giáo. Như thế đủ loại, đều lộ ra một cỗ hào khí dung chuyển bất an. Cũng không phải bổn thiếu chủ nói chuyện mất hứng. Lần hội minh này, tầm nhìn của bổn thiếu chủ chỉ có một. Là thương thảo sự tình phong vân giáo. mươi 2464, hiện trường hội minh 2 phong vân giáo quật khởi theo lý thuyết ai cũng không can thiệp được chỉ là phong vân giáo này lại cùng bất đồng thế lực khác quật khởi phong vân giáo đánh thiên long phái phong vân giáo quét ngang các vực chung quanh có thể nói những năm này phong vân giáo làm đã vi phạm nghiêm trọng một ít quy tắc tiềm ẩn của nhân loại cương vực thậm chí có thể nói phong vân giáo là đi ngược lại những ngày này mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được một ít tin tức có nhiều tông môn tới tham gia hội minh đều bị phong vân giáo công kích chó gà không tha phong vân giáo cử động như thế đã vượt qua điểm mấu chốt của nhân loại cương vực mặc dù là đan hỏa thành năm đó cũng không có hung hăng cản quấy đến loại tình trạng này phong vân giáo tồn tại là một khỏa u ác tính sớm muộn có một ngày sẽ trở thành công địch của nhân loại cương vực hôm nay có lẽ có người may mắn thoát khỏi cảm thấy việc không liên quan đến mình nhưng mà dùng dã tâm cùng khẩu vị của phong vân giáo hôm nay ngươi không có việc gì có thể chắc ngày mai cũng không có việc gì sao có thể chắc về sau không có chuyện gì sao. Ngôn ngữ của Giang Trần, cực kỳ có tính cổ độc, mỗi chữ mỗi câu, đều nói vào tâm khảm. Những thế lực tới tham gia hội minh này, nói cho cùng, trong nội tâm bọn hắn vẫn không có ngọn nguồn, cho nên muốn thông qua lần hội minh này, có thể ôm đoàn sưởi ấm, có thể đạt được cảm giác an toàn. Về phần những thế lực ven đường bị phong vân giáo công kích kia, muốn nói tiếp, thật đúng là không trách được Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành hội minh thiên hạ, cũng không phải là vì tư tâm, mà là vì công nghĩa nhân tộc. Giang Trần thiếu chủ, Phong Vân giáo này đi ngược lại nhân thần cộng phẫn. Chúng ta khẩn cầu Lưu Ly Vương Thành dẫn đầu, tạo thành liên minh, thảo phạt Phong Vân giáo, nhổ tận gốc cái u ác tính này. Đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ, nhân loại cương vực hiện tại, muốn đoàn kết mọi người, nhất định phải là Lưu Ly Vương Thành các ngươi đứng ra. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta nghe theo ngươi. Đúng vậy, Phong Vân giáo tôm tép nhãi nhép, ở trước mặt Giang Trần thiếu chủ, sớm muộn gì cũng hóa thành cho bụi những năm này người cùng giang trần thiếu chủ đối nghịch lại có mấy cái kết cục tốt giang trần ở nhân loại cương vực luận uy hiếp vậy là đủ rồi chỉ là luận tư lịch hắn còn kém một chút nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trình độ được sùng bái của hắn mọi nơi tiếng hô vang trời giang trần đè ép hai tay chư vị phong vân giáo lạm sát kẻ vô tội quyết không thể dễ dàng tha thứ lúc này chính cần tu sĩ nhân tộc chúng ta đoàn kết một lòng giang trần thiếu chủ phong vân giáo này rốt cuộc có địa vị gì. Nghe nói, những năm này, còn có rất nhiều tu sĩ cường đại của nhân loại cương vực, tìm phong vân giáo nương tựa A. Phong vân giáo trí ở khống chế cả nhân loại cương vực, thoạt nhìn, trí hướng không nhỏ. Những tông môn chúng ta, nếu như không thể đoàn kết lại, sớm muộn đều bị phong vân giáo từng bước một nuốt trôi. Đừng nhìn phong vân giáo quật khởi mới 3-4 năm, nhưng lực ảnh hưởng ở nhân loại cương vực thật đúng là không nhỏ. Tất cả tông môn nói lên phong vân giáo, tựa hồ đều có thể tìm được một ít tư liệu sống giang trần cũng âm thầm nghiêm nghị mình bế quan ba bốn năm thời gian nhìn ra được phong vân giáo là rất dùng sức mở rộng nhìn ra được lực ảnh hưởng của phong vân giáo hôm nay tuyệt đối là không kém hơn lưu ly vương thành thậm chí luận uy lực bá đạo phong vân giáo còn vượt qua lưu ly vương thành một bậc dù sao lưu ly vương thành gần đây thấp điều nội liếm chú ý dùng đức dùng lý phục người cùng phong vân giáo đi con đường hoàn toàn bất đồng đang khi mọi người nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét dài. Lưu Ly Vương thành hội Minh Thiên Hạ, cái hội Minh này, không có Phong Vân giáo chúng ta, cũng xứng gọi hội Minh sao? Tiếng kêu gào này, cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 đạo thân ảnh rơi vào trước mắt. Hơn 10 đạo thân ảnh này, đều là cao tầng của Phong Vân giáo. Trong đó bốn cái, rõ ràng là bốn cái trong Phong Vân giáo Bát Đại Pháp Vương. Những người còn lại kia, đều là cao tầng trưởng lão Thiên Cương vị tổng cộng đến mười mấy người mỗi một cái đều là cường giả đế cảnh khí thế xuất hiện như vậy lực uy hiếp tự nhiên rất lớn người cầm đầu tóc tím ngay cả đồng tử cũng màu tím đương nhiên đó là tử u đại đế người này năm đó ở trong sáu cửa đầu của tán tu giới cũng là tồn tại số một số hai sau khi nương tựa phong vân giáo nhìn ra được địa vị cực cao đứng hàng bát đại pháp vương có thể nói là dưới một người trên vạn người tử u đại đế hăng hái cười to nói giang trần thiếu chủ còn nhớ bổn đế hay không năm đó từ u đại đế đi theo đan cực đại đế từng có gặp mặt giang trần lẫn nhau tự nhiên đều có ấn tượng khắc sâu chỉ là về sau giang trần tiêu diệt đan hỏa thành từ u đại đế cũng không có cùng đan cực đại đế cùng tiến cùng lui lại đi đầu phục phong vân giáo giang trần liếc nhìn từ u đại đế hắn biết rõ từ u đại đế này cũng là gia hỏa tu luyện đồng thuật giang trần muốn cùng hắn luận bàn đồng thuật thoáng một phát bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn từ u đại đế trời sinh vạn vật dùng dưỡng nhân nhưng lại dưỡng ra trăm dạng người các hạ bổn thiếu chủ nên xưng hô ngươi từ u đại đế hay là phong vân giáo pháp phương ánh mắt của tử u đại đế hiện lên một đạo lệ mang hiển nhiên gian trần chế diễu làm cho nội tâm mẫn cảm của tử u đại đế có cảm giác bị khiêu khích bị coi rẻ cười quái dị một tiếng từ u đại đế âm dương quái khí nói Bây giờ bổn đế là một trong phong vân giáo phong vân bát đế, đứng hàng bát đại pháp vương, phong hào kinh vân pháp vương. Giang Trần cười lạnh, lạnh nhạt liếc xéo tử u đại đế. Tử u đại đế thấy Giang Trần không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không phản bác được, càng thêm tự đắc, dương dương đắc ý nói. Giang Trần thiếu chủ, bổn đế phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây truyền đạt pháp chỉ của giáo chủ nhà ta. Phi, sau lưng Giang Trần, bàn long đại đế đã sớm nhịn không được rồi. Ở trước mặt Giang Trần thiếu chủ, ai dám làm càn. Pháp chỉ, chó má, tại lưu ly vương thành, thiếu chủ nhà ta là khuôn vàng thức ngọc, mới là pháp chỉ. Phong vân giáo tính là cái gì chứ à? Đúng vậy, phong vân giáo một nhà giàu mới nổi mà thôi. Loại thế lực này, quật khởi càng mạnh mẽ, diệt phong càng nhanh, trong lịch sử đã chứng minh qua vô số lần. Đúng vậy, giáo phái tính xâm lược 10 phần như thế, nhất định sẽ trở thành công địch của nhân tộc, trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Không thể tưởng được, tử u đại đế, một trong sáu cửa đầu tán tu giới, cũng không biết tự ái như vậy, thật là làm cho người nghe danh không bằng gặp mặt A. À. Giang Trần thiếu chủ, không cần nói nhảm với bọn họ. Phong vân giáo chính là công địch của nhân loại cương vực, bọn hắn đã tự mình đưa tới cửa, chúng ta đóng cửa đánh chó là tốt rồi. chương 2465, chiêu hàng Giang Trần. Đúng, tiêu diệt những cầu nô tài này, người hào hảo không làm, lại muốn làm cầu. Ở bên ngoài, mọi người đối với phong vân giáo có giật mình kiêng kỵ nhưng mà ở lưu ly vương thành vừa vặn mượn lưu ly vương thành lớn gan loại tiếng hô này vậy mà tạo thành thanh âm chủ lưu giang trần cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn thẳng tử u đại đế thấy được không đi ngược lại bọn ngươi đã bị đồng bào nhân tộc phỉ nhổ Tử u đại đế cười ha ha phỉ nhổ hết thảy bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi một ngày kia người hôm nay kêu gào nhất hung nói không chừng sẽ trước nhất quỷ gối xuống dưới chân bổn đế cúng bái nịnh nọt làm cỏ đầu tường đây chẳng phải là trò hay của những người các ngươi sao lời nói này kiệt ngao bất tuần nhưng lại chọc giận tất cả mọi người ở hiện trường hiển nhiên mọi người đối với thái độ của tử u đại đế là phi thường tâm thức ngươi với tư cách cự đầu tán tu đầu nhập vào phong vân giáo thì cũng thôi còn dám chạy đến hiện trường hội minh diễu võ dương oai giang trần thiếu chủ hạ lệnh a trước tiêu diệt những thứ này lại giết đến phong vân giáo, nhổ tận gốc thế lực tà ác này. Đúng, hạ lệnh A, à, tử U Đại Đế ung dung nhìn Giang Trần, cái gọi là hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Giang Trần, đạo lý đơn giản như vậy, người sẽ không thể không hiểu chứ. Giang Trần đối với sắc mặt của tử U Đại Đế, kỳ thật cũng rất khó chịu. Chỉ là, hắn với tư cách lưu ly vương thành thiếu chủ, lúc này tự nhiên không thể thất thố. Hạ lệnh dễ dàng, nhưng vạn nhất không có giết chết những người này, truyền đi chê cười càng lớn hơn. Tuy tử U Đại Đế này hung hăng càn quấy, nhưng nói lại là thường thức. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, đây là lễ tiết cơ bản nhất. Tuy Giang Trần chán ghét tử U Đại Đế, nhưng lễ tiết cơ bản vẫn phải hiểu. Hơn nữa, muốn giết tử U Đại Đế này, Giang Trần cũng không cần nhất định phải hiện tại động thủ. Lập tức cất cao giọng nói, mọi người không cần nóng vội, yêu nghiệt của phong vân giáo, cùng tộc ta bất cộng đái thiên. Muốn giết bọn hắn, cơ hội còn nhiều, lại không cần nóng lòng nhất thời hai nước giao chiến không giết sứ giả để xem thằng này có thuyết pháp gì đã giang trần biết rõ từ u đại đế này mang theo một nhóm người đến tuyệt đối sẽ không đơn thuần đến thị uy nếu là như vậy thì không khỏi quá ngây thơ rồi từ u đại đế cười ha ha bổn đế đã sớm nói lần này đến là mang theo pháp chỉ của giáo chủ bổn giáo giang trần giáo chủ bổn giáo cũng biết đại danh của ngươi cũng thưởng thức tài hoa của ngươi lão nhân gia ông ta cố tình đề bạt ngươi chỉ cần lưu ly vương thành ngươi dừng cương trước bờ vực, giáo chủ còn có thể cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi trở thành thân truyền đệ tử của hắn, kế thừa sự thống trị của hắn. Giang Trần, đây chính là thiên đại cơ duyên A. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, giáo chủ ta đường đường là thiên vị cường giả, một thân tu vi, thâm bất khả chắc. Lão nhân ra ông ta thưởng thức ngươi, đó là để mắt ngươi. Ngữ khí của tử U Đại Đế tùy tiện, hiển nhiên, hắn đối với nhân vật mới của mình rất thỏa mãn, hoàn toàn không có giác ngộ là người phản bội nhân tộc. Mà những người sau lưng tử u đại đế kia, có chút là gương mặt quen thuộc, có chút là khuôn mặt xa lạ. Chỉ là những thứ này, biểu lộ của mỗi một cái đều kiêu căng, nhìn về phía trên cực kỳ tự phụ. Giang Trần nhịn không được cười lên, thiên vị cường giả, khó trách, phong vân giáo ngắn ngủn vài năm, có thể quật khởi tấn mãnh như thế. Mà nhân vật như tử u ngươi, cũng không tiếc tự hạ thân phận, đầu nhập vào phong vân giáo. Chắc hẳn, phong vân giáo kia cho ngươi không ít hứa hẹn a à. Tử U Đại Đế hở hững nói, Giang Trần, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, giáo chủ nhà ta đã bỏ xuống cành ô lưu, thức thời, ngươi liền tiếp đi, không cảm thấy được, ngày khác đại quân của phong vân giáo ta tiếp cận, ngươi sẽ như lưu tinh, nhanh chóng vẫn lạc. Vậy sao, biểu lộ của Giang Trần đờ đẫn, Tử U, trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, giấu đầu thụt đuôi, dù hắn là thiên vị cường giả, bổn thiếu chủ cũng không nhìn nổi hắn. Về phần ngươi, lần này thả ngươi trở về, tốt nhất cục đuôi làm người. Nếu như lần sau rơi vào trong tay bổn thiếu chủ, nhất định chảm không tha. Cùng phong vân giáo, thật sự không có gì phải hư giả khách sáo. Phong vân giáo này nhìn như mời chào hắn, kỳ thực là công nhiên nhục nhã hắn. Phong vân giáo quật khởi bất quá 3-4 năm, lại đỉnh đạt đến mời chào lưu ly vương thành thiếu chủ. Dựa vào cái gì, làm như vậy, đơn giản là đả kích uy tín của Giang Trần, làm cho phong vân giáo của hắn nhìn về phía trên lộ ra cao hơn lưu ly vương thành nhất đẳng loại thủ đoạn này cũng không cao minh nhưng mà đơn giản có đôi khi dùng rất tốt tử u đại đế tựa hồ đối với giang trần trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ u ám cười nói nói như vậy ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ngữ khí của giang trần ngưng tụ đây chính là lời bổn thiếu chủ muốn nói tử u cuối cùng cho ngươi cơ hội hiện tại lập tức cút nếu không lăn các ngươi cũng không cần lăn đây cũng không phải là uy hiếp, sát khí như ẩn như hiện kia của Giang Trần, đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Tuy tử U Đại Đế dẫn theo một nhóm người, thanh thế không tệ. Thế nhưng mà đây là địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, tử U Đại Đế phát hiện, mình rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp Giang Trần. Biểu lộ một hồi xanh, một hồi hồng, thật lâu, mới hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập ngoan độc, hung ác nói. Hảo hảo hảo, Giang Trần, nhớ kỹ lựa chọn của ngươi hôm nay. Đến ngày đó, người nhất định sẽ vì ngu xuẩn hôm nay mà trả giá thật nhiều. Chúng ta đi, đừng nhìn tử u đại đế hung hăng càn quấy, thế nhưng mà hắn rất biết xem xét thời thế. Nhìn điệu bộ này, biết rõ nói thêm gì nữa, sẽ làm Giang Trần phát bực. Vạn nhất Giang Trần giận tím mặt, mất đi lý trí, vứt bỏ quy tắc ngầm, trực tiếp hạ lệnh giết bọn hắn, dù tử u đại đế là kẻ tài cao gan lớn, cũng không dám nói, mình có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi. Dù sao, Giang Trần lấy yếu thắng mạnh, thật sự là rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Lưu Ly Vương Thành là hiện trường hội minh, cường giả tụ tập, hơn nữa có điện lợi, tử u đại đế lại bướng bỉnh, cũng không dám ở chỗ này hãm sâu. Vung tay lên, mang theo một đám người tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Giang Trần chỉ cười lạnh không nói, cũng không có truy kích. Giang Trần thiếu chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi, chẳng phải là đáng tiếc. Thiên kiếm tông tông chủ hàn thiên chiến cũng thở dài, nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên là kích động, muốn động thủ đã lâu phong vân giáo đã phái bọn hắn đến, nhất định có chỗ chuẩn bị. Chúng ta dưới tình huống không có chuẩn bị, tùy tiện khai chiến, tổn thương cũng sẽ không ít. Lúc này, không cần phải dùng mệnh bác mệnh, lý trí của Giang Trần cũng không có bị phẫn nộ vỡ tung. chương 2466, Giang Trần Minh Chủ một Ánh mắt lại lần nữa lướt một vòng, chư vị, phong vân giáo hung hăng càn quấy, chắc hẳn chư vị cũng lãnh hội qua. Hôm nay phong vân giáo trắng trợn khuếch trương, đánh đầu thắng đó. Bọn ngươi, ai cũng khó bảo toàn, có một ngày không bị Phong Vân giáo này nhìn chằm chằm vào. Hiện trường đều là biểu lộ ngưng trọng, nhao nhao gật đầu. Hiện tại, tất cả tông phái của nhân loại cương vực, đích thật là mỗi người cảm thấy bất an. Nếu như chỉ là một Phong Vân giáo, vậy cũng không sao. Hôm nay nhân loại cương vực tiềm ẩn uy hiếp, xa xa không chỉ Phong Vân giáo này. Rất nhiều người trong các ngươi, nhất định sẽ cho rằng Phong Vân giáo là mâu thuẫn trong nhân tộc. Các ngươi còn có người nghĩ giáo chủ phong vân giáo thần bí kia thật là cường giả nhân tộc sao giang trần thoáng cái ném ra nghi vấn này làm cho tất cả mọi người chấn động chẳng lẽ phong vân giáo giáo chủ kia không phải nhân tộc nghĩ tới đây mỗi một cái đều hít một hơi lãnh khí giang trần thiếu chủ phong vân giáo giáo chủ kia thần bí khó lường chẳng lẽ hắn không phải cường giả nhân tộc này sẽ là địa vị gì đúng vậy nếu như là dị tộc vậy thì thật đáng sợ giang trần nhẹ nhàng lắc đầu nói thật bổn thiếu chủ chưa cùng phong vân giáo giáo chủ kia quen biết, cũng không thể nào phán đoán. Nhưng mặc kệ phong vân giáo giáo chủ kia có phải nhân tộc hay không, dã tâm cùng với tư cách của hắn, đã đẩy nhân tộc hướng diệt phong. Hiện tại thế cục của tộc ta, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực rất bấp bênh. Ma tộc dục dịch, tùy thời có khả năng bộc phát ma kiếp. Giới bi chi cảnh lung lay sắp đổ, tùy thời có khả năng phá vỡ, dị tộc đến từ các nơi, tùy thời có khả năng binh lâm dưới thành. Ngay giờ khác chúng ta hội minh, giới bi chi cảnh ở tây bắc tuyển địa đã lung lay sắp đổ tùy thời có khả năng phá vỡ chư vị có biết bên ngoài tây bắc tuyển địa ở chủng tộc gì không ngữ khí của thiên thiền của viện tố hoàn chân ngưng tụ thất thanh nói khổ man tộc về khổ man tộc võ giả bình thường biết không nhiều lắm thế nhưng mà cường giả đỉnh cấp phàm là có thể tiếp xúc đến thượng cổ điển tịch thượng cổ bí văn hơn phân nửa là biết rõ khổ man tộc ý vị như thế nào cái chủng tộc này đối với nhân tộc mà nói là một ác mộng một ít người biết rõ khổ man tộc nghe được ba chữ kia sắc mặt đều biến đổi tây bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh lung lay sắp đổ khổ man tộc nhìn chằm chằm tin tức này thực sự quá kinh người rồi nếu khổ man tộc thật xâm lấn nhân tộc tuyệt đối có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho nhân tộc đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân khổ man tộc là một chủng tộc cực kỳ hung tàn tựa như ôn dịch đi đến đâu phá hư đến đó trên cơ bản đều là chó gà không tha thậm chí là không có một ngọn cỏ hiện trường hơi có chút bạo động, một ít tu sĩ không có nghe nói qua khổ man tộc, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh. Tu sĩ biết khổ man tộc thì biểu lộ nghiêm túc thấp giọng giải thích. Giang Trần tùy ý bọn hắn nghị luận, chờ hiện trường câu thông không sai biệt lắm, tất cả mọi người đã minh bạch khổ man tộc ý vị như thế nào, Giang Trần mới tiếp tục nói. Giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc bỗng nhiên phá vỡ, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa cũng không hiểu thấu xuất hiện nguy cơ. Có lẽ mọi người cảm thấy đây là trùng hợp, phải thừa nhận, thượng cổ thời đại lưu lại giới bi chi cảnh, trình độ kiên cố nhất định sẽ hạ thấp. Nhưng ai có thể bảo chứng, ở đây sẽ không có nhân tố con người. Trước khi phong vân giáo xuất hiện, bổn thiếu chủ vẫn cho là, giới bi chi cảnh ở trầm hương cốc, là vì năm rộng tháng dài, tự hành buông lỏng. Hiện tại xem ra, có khả năng là ta đánh giá sai tình thế. Tố hoàn chân cau mày lại, giang trần thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, trong này có thủ bút của phong vân giáo. Giang trần từ chối cho ý kiến, chư vị, Mấy năm trước, phương Bắc đồng minh tiến công lưu ly vương thành ta, chư vị còn nhớ rõ hay không? Chuyện này, đã qua 3-4 năm, bất quá rất nhiều tông môn ở đây đều tham gia, đối với tình huống lúc đó tự nhiên không xa lạ gì. Lúc ấy đàn cực đại đế ăn nói bừa bãi, vụ an ta phá hư giới bi chi cảnh. Lúc ấy bổn thiếu chủ khinh thường biện luận, hôm nay, bổn thiếu chủ lại phải cho mọi người một cách nói. Phá hư giới bi chi cảnh kia, là ba đại thiên vị cường giả của nam đầu ly tộc gây nên, không phải ta gây ra. Bất quá, sau khi ba đại thiên vị của nam đầu ly tộc rời khỏi, bổn thiếu chủ đã tận hết khả năng, chữa trị giới bi chi cảnh kia. Bất quá trình độ chữa trị so với thượng cổ, hiển nhiên là không đủ. Bổn thiếu chủ cũng không cách nào cam đoan, cường giả của nam đầu ly tộc, sẽ không phá vỡ nữa. Cũng không cách nào cam đoan, khi thiên ma ma chủ khôi phục trình độ đỉnh phong, sẽ không phá vỡ nó. Ngữ khí của Giang Trần rất thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua tất cả mọi người phương Bắc đồng minh tiến công lưu ly vương thành ta, chư vị nhất định còn nhớ rõ những kẻ giả mạo bọn người Vân Lan Đại Đế. Những người kia từ đâu tới? Hiện tại, trong đầu các người có đáp án sao? Những cường giả ở hiện trường, đều như có điều suy nghĩ. Tố Hoàn Trân trầm ngâm nói, như thế xem ra, phong vân giáo quật khởi, nhìn như là sự tình ba bốn năm này, trên thực tế sớm có dự mưu. Những sự tình này, sau lưng đều có thủ bút của phong vân giáo. Hoàn toàn chính xác, Lúc ấy mọi người đối với lai lịch của những kẻ giả mạo kia cảm thấy khó hiểu, hiện tại ngẫm lại, tất nhiên là thủ bút của phong vân giáo A. Hàn Thiên Chiến cũng gật đầu nhận đồng, không thể không thừa nhận, bổn thiếu chủ đánh giá thấp phong vân giáo. Lúc ấy tại Trầm Hương Cốc, bổn thiếu chủ vẫn cho là, ngoại trừ tu sĩ nhân tộc chúng ta đi vào, thì không còn có người khác. Hôm nay xem ra, ta đã đánh giá thấp phong vân giáo. Lúc ấy tại Trầm Hương Cốc phát sinh hết thảy, phong vân giáo đều rõ như lòng bàn tay. Chính vì bọn hắn rõ như lòng bàn tay, mới có thể bào chế ra những kẻ giả mạo kia, mới có thể lợi dụng chi tiết ở trong trầm hương cốc, dùng giả đánh cháo, châm ngòi quan hệ của Lưu Ly Vương thành ta cùng nhân tộc. Rất nhiều vấn đề trước kia không nghĩ ra, hiện tại Giang Trần cũng rộng mở trong sáng rồi. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định, sau lưng hết thảy, đều là phong vân giáo gây nên. Kể cả những người mất tích ở cửa trầm hương cốc, có lẽ đều bị phong vân giáo chộp tới rồi. Ngữ khí của Tố Hoàn Trân ngưng trọng, Phong vân giáo này làm việc, thật đúng là không từ thủ đoạn. Thế lực như vậy tồn tại, đối với nhân tộc ta mà nói, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Đúng vậy, ai biết bước tiếp theo bọn hắn sẽ mang đến tai nạn gì cho nhân tộc. Những hỗn đản này, chẳng lẽ bọn hắn không phải tu sĩ nhân tộc sao? Phá hư giới bi chi cảnh, đến cùng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ dị tộc xâm lấn, đối với bọn họ mà nói, sẽ không hình thành trùng kích? Chương 2467, Giang Trần Minh Chủ 2. Các tu sĩ ở hiện trường, mỗi một cái đều lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên, mọi người đối với tư cách của Phong Vân giáo đã phi thường bất mãn. Đây là trái phải rõ ràng, liên quan đến cả nhân tộc. Giang Trần thiếu chủ, Phong Vân giáo này không từ thủ đoạn như thế, không thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm a. À. Đúng vậy, chúng ta phải đoàn kết lại, hiện tại Lưu Ly Vương Thành là lĩnh tụ của nhân tộc chúng ta, chúng ta đều nguyện ý nghe Giang Trần thiếu chủ. Cùng Phong Vân giáo liều mạng, đúng vậy dù không vì mình cũng phải vì hậu thế phong vân giáo này đi ngược lại hoàn toàn là đẩy nhân loại cương vực vào hố sâu a xin giang trần thiếu chủ ra lệnh tất cả tông môn sau khi làm rõ ràng quan hệ nhân quả đều nhao nhao tỏ thái độ hàn thiên chiến cất cao giọng nói giang trần thiếu chủ hiện tại cả nhân tộc cương vực có tư cách lên cao hô ứng ngoại trừ lưu ly vương thành không có nhà thứ hai lúc này kính xin giang trần thiếu chủ không nên rụt rè nữa Tố Hoàn Chân cũng gật đầu nói, nếu không tước đại đế còn, nhất định cũng sẽ gánh vác đạo nghĩa, khiêng phần trách nhiệm này lên vai. Cửu Dương Thiên Tông thượng quan Viêm Khanh cũng nói, Giang Trần thiếu chủ, vì mục đích chung, Cửu Dương Thiên Tông ta cũng chỉ nghe Giang Trần thiếu chủ hiệu lệnh. Nguyệt Thần giáo nguyện ý nghe theo Giang Trần thiếu chủ chỉ huy. Lần này tuy Nguyệt Thần giáo chỉ phái đại biểu đến, nhưng mà thái độ lại phi thường kiên quyết. Thiên Âm tự cùng Thiên Hà cung tông chủ liếc nhìn lẫn nhau. Tuy trong nội tâm bọn hắn mâu thuẫn nhưng mà hiện tại dưới loại thế cục này bọn hắn cũng xem rõ ràng hoặc là nghe theo lưu ly vương thành phụng giang trần là nhân tộc minh chủ hoặc là chỉ có thể đầu nhập vào phong vân giáo trở thành tay sai của phong vân giáo cả hai cân nhắc bọn hắn vẫn là có khuynh hướng người phía trước phong vân giáo khí thế rất mạnh thế nhưng mà tác phong của phong vân giáo quá bá đạo nếu như bọn hắn đi đầu nhập vào một là thanh danh bất hảo có nghi ngại ba họ gia nô thứ hai phong vân giáo kia cũng chưa chắc sẽ quá mức coi trọng bọn hắn nói không chừng ngay cả hương khói tông môn cũng không bảo vệ được cùng nhau nhập vào phong vân giáo là chuyện tất nhiên ít nhất phụng giang trần làm minh chủ tất cả tông phái đạo thống vẫn là độc lập chỉ là một loại quan hệ kết minh cho nên cân nhắc một lát thiên âm tự cùng thiên hà cung tông chủ đều nhao nhao tỏ thái độ chúng ta nguyện ý phụng giang trần thiếu chủ làm minh chủ đối kháng phong vân giáo uống máu ăn thề thề sống chết không thay đổi hai tông môn này vì cho thấy quyết tâm, càng đưa ra uống máu ăn thề. Này đích thật là biểu lộ quyết tâm cùng thái độ, uống máu ăn thề, không thể tùy tùy tiện tiện nói giỡn. Như vậy là tương đương huyết thệ, một khi vi phạm, rất có khả năng sẽ đưa tới huyết quang tai ương. Nhất phẩm tông môn đều nhao nhao bày tỏ thái độ, những nhị phẩm tam phẩm tông môn kia, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Dưới loại thế cục này, nhị phẩm tông môn cũng tốt, tam phẩm tông môn cũng tốt, bọn hắn đều chỉ có thể phụ thuộc thế lực lớn mà sống sót. Hiện tại loại thế cục này đã rất khó chỉ lo thân mình. Đề nghị kết minh đã nhận được hô ứng rộng khắp. Mà Lưu Ly Vương Thành không hề tranh luận trở thành thế lực lĩnh tụ, Giang Trần thì không hề tranh luận được tuyển thành minh chủ. Giang Trần cũng không rụt rè, hắn biết rõ, nhân tộc hiện tại, nếu như hắn không đứng ra, những người khác dù thực lực siêu quần, cũng không đủ lãnh đạo quần hùng. Hoặc là uy tín không đủ, hoặc là thực lực tông môn bản thân không có ưu thế tính áp đảo. Mà Giang Trần, cả hai đều đủ. Uy tín, hắn cho tới bây giờ không thiếu, những năm này làm vô số đại sự kinh thiên động địa, bất luận chuyện nào cũng có thể để cho hắn có đầy đủ uy tín. Về phần thế lực tông môn bản thân, Lưu Ly Vương Thành ở sau khi Đan Hỏa Thành bị diệt, tự nhiên là thế lực cường đại nhất nhân tộc. Hôm nay, coi như là Khổng Tước Đại Đế trở về, mọi người ủng hộ, cũng chưa hẳn có thể vượt Giang Trần. Giang Trần Minh Chủ, Giang Trần Minh Chủ, mời Giang Trần Minh Chủ phát biểu. Đúng, đúng, Minh Chủ thượng vị, nói vài lời a. À mọi người nhao nhao đề nghị đầy nhiệt tình hiển nhiên đối với sự tình kết minh tất cả mọi người rất mưu cầu danh lợi kết minh ý nghĩa mọi người cùng tiến chung lui ý nghĩa một khi tao mộ công kích thế lực khác phải vô điều kiện trợ giúp cao hứng nhất không ai qua được cửu dương thiên tông rồi bởi vì giai đoạn hiện tại bọn họ là bị phong vân giáo uy hiếp lớn nhất vì mục đích chung giang trần cũng không có từ chối gật gật đầu bổn thiếu chủ liền rong dài vài câu hôm nay kết minh không phải trò đùa cũng không phải bổn thiếu chủ ham vị trí minh chủ gì hiện tại bổn thiếu chủ muốn cường điều một điểm là mọi người phải nhận rõ thế cục tại sao phải kết minh kết minh không đơn thuần là đối kháng phong vân giáo còn phải cộng đồng đối mặt các loại nguy cơ có khả năng xuất hiện về sau đã kết minh mọi người nhất định phải cân nhắc thoáng một phát vì quan hệ kết minh này mọi người phải chăng có thể thật sự làm được đại công vô tư người đều có tư tâm đây là thiên kinh địa nghĩa nhưng mà liên quan đến kết minh rất nhiều thời điểm, thậm chí sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến lợi ích tư nhân, ảnh hưởng đến lợi ích tông môn. Đến lúc đó, chư vị thật sự có thể làm được vô tư trả giá sao. Đây là chỗ mấu chốt nhất khi kết minh, nếu như kết minh chỉ là một hình thức, vậy kết minh này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Kết minh không phải muốn mọi người vô điều kiện trả giá, nhưng mà tất cả mọi người không thể tính toán chi ly, so đo một chút tư nhân được mất. Kết minh là vì nhân tộc đại nghĩa, ở trước mặt đại nghĩa, có đôi khi nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Kỳ thật Giang Trần lo lắng nhất đúng là điểm này, lo lắng kết minh chỉ là hình thức. Hàn Thiên chiến đầu tiên tỏ thái độ, Thiên kiếm tông ta không dám nói bốc nói phét, bất quá trước mặt đại nghĩa, Thiên kiếm tông ta muốn người có người, đòi tiền suất tiền. Tuyệt đối sẽ không bởi vì mình mà kéo chân sau của mọi người. Hiện tại Hạ Vũ Thiên kiếm tông ẩn ẩn là nhân tài kiệt xuất trong nhất phẩm tông môn. Thiên Long phái đầu hàng, Cửu Dương Thiên tông tràn đầy nguy cơ ở trong tam đại nhất phẩm tông môn mạnh nhất hạ vũ thiên kiếm tông bởi vì cùng lưu ly vương thành quan hệ mật thiết từ chỗ giang trần lấy được chỗ tốt cũng tối đa cho nên những năm gần đây bọn hắn vững bước phát triển thực lực cùng địa vị ngược lại là đột xuất nhất thiên kiếm tông tỏ thái độ tự nhiên là rất có sức thuyết phục thiên thiền cổ viện tố hoàn chân viện chủ cũng nghiêm mặt nói tuy thiên thiền cổ viện ta là thế hệ nữ lưu nhưng từ xưa bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu thế hệ nữ lưu chúng ta đồng dạng biết rõ đạo lý tổ bị phá không còn chứng lành cho nên, bảo vệ nhân tộc đại nghĩa, bụng làm giả chịu. chương 2468, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi một Tố Hoàn chân nói, làm cho tất cả tông môn đều động dung. Tổ bị phá, không còn chứng lành. Bảy chữ này, phi thường trực quan, trùng kích tâm linh của tất cả mọi người. Đúng vậy, nếu như tổ chim bị phá, ở trong tổ chim còn có trứng chim nguyên vẹn sao? Đạo lý này rất đơn giản. Phong vân giáo, hiện tại rõ ràng cho thấy muốn xưng bá nhân tộc, muốn nhét tất cả tông môn thế lực vào Phong Vân giáo hắn. Mà dã tâm của Phong Vân giáo không đơn thuần là nhân loại cương vực, rất rõ ràng bọn hắn còn nghĩ đến thế giới bên ngoài. Nhìn bọn hắn phá hư giới bi chi cảnh là được biết một hai rồi. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người hoài nghi, Phong Vân giáo giáo chủ kia đến cùng có phải nhân tộc hay không. Tất cả mọi người cảm thấy, loại cử động này không giống như là một nhân tộc bình thường gây nên. Nhân tộc Kiêu hùng dù dã tâm lại lớn, cũng không đem nhân tộc an nguy coi thành trò đùa. Mở giới bi chi cảnh ra, đây chính là thế cục nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần đầu óc của phong vân giáo giáo chủ bình thường, sẽ không thể không nghĩ đến điểm này. Thế nhưng mà hắn vẫn khư khư cố chấp, như vậy, đối với thân phận của phong vân giáo giáo chủ này, mọi người không thể không tỏ vẻ hoài nghi. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần vẫn cảm thấy, phong vân giáo giáo chủ kia có lẽ không phải lão quái vật lánh đời của nhân tộc, nếu như là lão quái vật lánh đời của nhân tộc, sẽ không xem thường vận mệnh của nhân tộc như thế. Có lẽ, có chút tu sĩ sau khi tu vi đạt tới cấp độ nhất định, thân nhân, người yêu bên cạnh hắn, bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà đã chết đi. Loại tu sĩ này, thường thường sẽ trở nên thập phần đạm mạc, tình cảm mỏng, làm việc sẽ trở nên dị thường cùng không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, chính thức muốn tới trình độ diệt sạch nhân luân, bỏ qua hết thảy, vẫn là không nhiều lắm. Tất cả nhất phẩm tông môn, đều nhao nhao tỏ thái độ, Tỏ vẻ vì nhân tộc đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không tư lợi, mà sẽ đặt nhân tộc đại nghĩa ở vị trí đầu tiên. Ít nhất, ở trên thái độ, Giang Trần là thấy không xảy ra vấn đề gì. Giang Trần thiếu chủ, hiện tại chúng ta cũng hoàn thành kết minh. Bước tiếp theo, có phải đại quân tiếp cận, công phạt Phong Vân giáo hay không? Đúng vậy, Phong Vân giáo kiêu ngạo như vậy, cũng nên giáo huấn bọn hắn một chút rồi. Nếu để như vậy, cả nhân loại cương vực đều bị bọn hắn tai họa đến gà chó không yên. Gần đây phong vân giáo đích thật là quá hung hăng cản quấy bá đạo. Một phương diện muốn tiến công cửu dương thiên tông, một phương diện khác, từng đại tông môn thế lực lớn, cơ hồ đều nhận được mật tín của phong vân giáo, yêu cầu bọn hắn sửa kỳ đổi màu cờ, đầu hàng phong vân giáo. Cho nên, mọi người đối với phong vân giáo, đều có một loại kiêng kỵ nói không nên lời. Một hai tông môn không thể trêu vào phong vân giáo, hiện tại tất cả mọi người kết minh, tự nhiên cảm thấy đây là thời cơ đối kháng phong vân giáo tốt nhất. Ánh mắt của mọi người tha thiết, tràn ngập chờ mong mà nhìn giang trần chờ đợi giang trần lên tiếng giang trần trầm ngâm hồi lâu lúc này mới mở miệng phong vân giáo làm sằng làm bậy phải công phạt chỉ là hiện tại phong vân giáo thần thần bí bí chúng ta hiểu rõ phong vân giáo tiếp cận với không hiện tại lèm nhèm tiến về công phạt nói không chừng là vừa lòng phong vân giáo cũng không phải giang trần sợ phiền phức tại nhân loại cương vực còn thực không có thế lực nào có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi nhưng giang trần hiện tại sớm đã quan niên kỷ nhiệt huyết choáng váng đầu óc tại sao phong vân giáo phải kiêu ngạo như vậy vì cái gì dám ương ngạnh như vậy chẳng lẽ bọn hắn không biết làm như vậy dễ dàng gây công phẫn thế nhưng mà phong vân giáo lại rất nghiêm túc cực kỳ hung hăng càn quấy nhìn về phía trên phong vân giáo căn bản không sợ thế lực khắp nơi làm gì bọn hắn loại thái độ này nói rõ phong vân giáo hoàn toàn chính xác rất nắm chắc nói không chừng đây là phong vân giáo cố ý vì chính là chọc giận thế lực khắp nơi giang trần được mọi người tuyển làm minh chủ tự nhiên không thể như những người phái dưới muốn ra là ra hắn hiện tại cần chính là ổn trọng bởi vì hiện tại bất kỳ một quyết định khinh suất nào của hắn sinh ra được được mất mất ảnh hưởng đều không phải là một mình hắn mà sẽ tác động cả nhân loại cương vực thậm chí ảnh hưởng đến nhân tộc hưng suy tố hoàn chân tán thán nói mọi người an tâm một chút chớ vội bổn viện chủ cảm thấy giang trần thiếu chủ nói có lý cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng chúng ta bây giờ đối với phong vân giáo biết rõ bao nhiêu nếu như không phải mới vừa rồi từ u đại đế đến khoe khoang thoáng một phát chúng ta thậm chí cũng không biết phong vân giáo giáo chủ này là thiên vị cường giả hoàn toàn chính xác phong vân giáo quật khởi quá ngắn mọi người đối với phong vân giáo thật đúng là hiểu rất qua loa giang trần thiếu chủ chúng ta tất cả nghe theo ngươi chừng nào ngươi phát ra hiệu lệnh chúng ta nhất định động viên toàn tông cùng phong vân giáo quyết sống mái đúng đều nghe giang trần thiếu chủ giang trần mỉm cười nói nhiều người khẩu tạp cũng không thể hiện trường chế định kế hoạch tác chiến bằng không thì nói không chừng vừa quay đầu lại tin tức liền tới tay phong vân giáo rồi mặc dù muốn công phạt phong vân giáo cũng phải là mấy cự đầu bàn bạc xác định phương hướng xác định kế hoạch thế giới võ đạo công phạt sẽ rất ít có thiên quân vạn mã xuất động như vương quốc thế tục động một cái là trăm vạn đại quân giao chiến cơ hồ là không thể nào phát sinh trước khi kế hoạch công phạt đi ra, chúng ta tạm thời án binh bất động. Tử U Đại Đế mang người đến đi vội vàng, đã đi ra biên cảnh của Lưu Ly Vương Thành, trong tay đột nhiên nắm một đạo lưu quang, đúng là một đạo truyền thức phù. Đọc xong, trên mặt Tử U Đại Đế lộ ra nụ cười quỷ dị. Kết minh, quả thực là chó má. Trong giọng nói của Tử U Đại Đế, lộ ra một tia khinh thường. Bất quá, Giang Trần này, tuổi còn trẻ, cư nhiên bảo trì bình thản như thế. Không có ở hiện trường hạ lệnh vây công chúng ta, Hôm nay ở dưới Phong Vân giáo áp bách, vậy mà không có nóng lòng mượn đại thế kết minh thảo phạt Phong Vân giáo, lòng dạ rất sâu a. À. Đám người Tử U đại đế rất nhanh liền về tới tổng đà Phong Vân giáo. Giáo chủ, Giang Trần kia không tán thưởng, công nhiên cự tuyệt giáo chủ thưởng thức. Hơn nữa, còn nói năng lỗ máng nhục mạ Phong Vân giáo ta. Tử U đại đế đối với Giang Trần, cho tới bây giờ sẽ không có hảo cảm, lúc này tự nhiên là thêm mắm thêm muối. Giang Trần cự tuyệt thật không có vượt qua phong vân giáo giáo chủ ý liệu, nghe được từ U Đại Đế tự thuật, phong vân giáo giáo chủ nhàn nhạt gật đầu. Kinh vân Pháp Vương, việc này ngươi không có làm mất uy phong của phong vân giáo, xử lý vô cùng tốt. Kinh vân Pháp Vương, là phong hào của tử U Đại Đế. chương 2469, Kỳ Thực Hư Chi, Hư thì Thực Chi 2 Tử U Đại Đế thấy giáo chủ rõ ràng không có nửa điểm trách cứ, ngược lại hết thảy như trong dự liệu, cũng có chút kỳ quái. Giáo chủ, tiểu tử này vô lễ như thế, chẳng lẽ giáo chủ không có ý định cho hắn một chút giáo huấn? Tử U đại đế rất mang thù, nghĩ đến gian Trần khinh thường hắn, hắn cảm thấy mình bị mạo phạm. Giáo huấn hắn, còn nhiều thời gian, bổn giáo chủ sẽ không bởi vì cảm xúc nhất thời mà làm trễ nãi kế hoạch chỉnh thể. Ngữ khí của Phong Vân giáo giáo chủ lộ ra ý vị thâm trường. Khóe miệng tràn ra một nụ cười quỷ dị, Phong Vân giáo giáo chủ quay đầu hỏi một người khác. Bạo Phong Pháp Phương, sự tình Tây Bắc tuyển địa, làm được thế nào? Bạo Phong pháp Vương là một đại hán che mặt, tiến lên cung kính nói: "Giáo chủ, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc Tuyệt Địa, căn cơ đã dao động. Nếu như Khổ Man tộc cảm ứng được giới bi chi cảnh dao động, bọn hắn còn có tâm huyết như thời đại thượng cổ, như vậy, có lẽ sẽ ngửi được cơ hội." Phong Vân giáo giáo chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thích ý, vỗ tay nói: "Tốt, rất tốt, ngươi không cần lo lắng Khổ Man tộc ngửi không đến cơ hội. Khổ Man tộc là cá mập trong nước, lan trong sa mạc. Bọn hắn trời sinh khát máu, ở đâu có cơ hội, bọn hắn trước tiên có thể cảm ứng được. Bạo Phong pháp Phương khom người nói: "Giáo chủ anh minh, chỉ là thuộc hạ vẫn còn có chút lo lắng, thượng cổ đến nay, niên đại thật sự quá xa xưa. Khổ man tộc kia ở hoang vu chi địa, chủng tộc này còn có thể kéo dài đến thời đại này sao? Dù không có diệt sạch, thì còn có sức chiến đấu như thời thượng cổ sao?" Đối với khổ man tộc ấn tượng đầu tiên của mọi người là cùng khổ thiếu thốn cằn cỗi ở trong hoàn cảnh khỉ ho cò gáy này khổ man tộc có thể qua được tuế nguyệt dài dòng buồn chán sao không cần phải lo lắng các ngươi đối với tính cách của khổ man tộc không hiểu nhiều lắm có lẽ sinh hoạt an nhàn có thể phá hủy ý chí chiến đấu của khổ man tộc có thể tê liệt tâm trí của bọn hắn thế nhưng mà hoàn cảnh càng gian khổ khổ man tộc lại càng gánh vác được bọn hắn trời sinh thì có một loại tinh thần ma luyện trong cực khổ cho nên bổn giáo chủ có thể kết luận khổ man tộc từ thượng cổ đến nay nhất định đã khát khao khó nhịn rồi phong vân giáo giáo chủ này phảng phất trời sinh có một loại mị lực để cho mọi người đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ làm cho không người nào có thể đối với quyền uy của hắn sinh ra hoài nghi giáo chủ vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì giáo chủ khắp nơi đã xoa tay tùy thời có thể giết tới cửu dương thiên tông rồi phong vân giáo giáo chủ mỉm cười nhưng dáng tươi cười lại tràn đầy trí tuệ hư tắc thì thực, kỳ thực hư chi, chúng ta tạm thời không đi đánh cửu dương thiên tông, phong vân giáo giáo chủ nói, làm cho thủ hạ đều rất kinh ngạc. Lần này tụ tập, ngay cả 72 tên trưởng lão dự bị cũng không có tư cách tham gia, cấp độ là phi thường cao. Lại không nghĩ rằng, phong vân giáo giáo chủ bỗng nhiên nói ra ngữ điệu kinh người như vậy. Mọi người trong khoảng thời gian này vẫn sức chờ phát động, không phải là vì đánh cửu dương thiên tông sao. Tranh thủ một lần hành động cầm xuống hai đại nhất phẩm tông môn sao đây là phong vân giáo giáo chủ một mực tạo thành cho mọi người một loại xu thế nhưng mà bây giờ lại bỗng nhiên nói cho mọi người tạm thời không đánh cửu dương thiên tông cái này để cho tất cả mọi người có chút chuẩn bị không kịp giáo chủ không đánh cửu dương thiên tông chẳng lẽ đi đánh tông môn khác là nguyệt thần giáo sao nguyệt thần giáo ở tây bắc từ thiên long phái chọn tuyến đường giết hướng nguyệt thần giáo cũng sẽ không quá xa xôi bởi vì thiên long phái ở miền tây mà nguyệt thần giáo ở tây bắc từ Thiên Long phái xuất phát đi Nguyệt Thần giáo, cùng Lưu Ly Vương thành xuất phát đi Nguyệt Thần giáo, lộ tuyến liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, Từ Thiên Long phái đi, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều ưu thế. Nhưng Phong Vân giáo giáo chủ chỉ cười mà không nói, chẳng lẽ không phải Nguyệt Thần giáo, như vậy nhất định là Thiên Hà cung, hay là Thiên Âm tự, Thiên Hà cung ở Tây Bắc, đánh bọn hắn trước, cuốn quá xa rồi. Các ngươi đừng đoán bậy, có lẽ giáo chủ là trực tiếp muốn binh phát Lưu Ly Vương thành a có người lại ném ra ngoài cái nhìn càng thêm can đảm. Không thể không nói, phong vân giáo giáo chủ thần bí khó dò, mỗi tiếng nói cử động, đều cho người cảm giác núi cao ngưỡng mộ. Dù là nhân vật như tử u đại đế, cũng phỏng đoán không được ý tứ. Phong vân giáo giáo chủ cũng không nói ra, lại hạ lệnh. Liệt phong, tốn phong hai pháp phương nghe lệnh, thuộc hạ nghe lệnh, hai người các ngươi, mang bốn gã thiên cương trưởng lão, tám gã điệt sát sự bị trưởng lão, tuyển một đám giáo chúng đắc lực khác, đường vòng đi thiên thiền cổ viện, ẩn mà không phát, phải làm bộ ẩn nấp, vừa phải bảo đảm bị người phát hiện. Hữu ý vô ý, lại để cho người cảm giác các người muốn đánh thiên tiền cổ viện. Vậy thực tế thì sao? Đánh hay là không đánh? Liệt phong pháp phương nhịn không được hỏi. Vây nhưng không đánh, chế tạo bối rối là được. Phong vân giáo giáo chủ nói. Kinh vân, khiếu vân hai pháp phương nghe lệnh. Phong vân giáo giáo chủ lại lần nữa hạ lệnh. Các người mang tám gã thiên cương trưởng lão, 16 tên địa sát trưởng lão, mang gấp đôi giáo chúng, Đồng dạng vây nhưng không đánh, mục tiêu là Cửu Dương Thiên Tông. Vây nhưng không đánh, Tử U Đại Đế có chút bực mình, "Giáo chủ, có nhiều nhân thủ như vậy, thuộc Hạ Cam Đoan có thể cầm xuống Cửu Dương Thiên Tông." Hai đại pháp phương, tăng thêm 8 gã Thiên Cương trưởng lão, 16 tên Địa Sát trưởng lão, phối trí như vậy, Tử U Đại Đế có tự tin cầm xuống Cửu Dương Thiên Tông. Sắc mặt của Phong Vân giáo giáo chủ trầm xuống, "Kinh Vân pháp phương, ngươi là nghi vấn quyết định của bổn giáo chủ sao?" Tử U Đại Đế thấy ngữ khí của phong vân giáo chủ phát lạnh, lập tức chấn động toàn thân, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn từ Lưu Ly Vương Thành trở lại, không có chiêu hàng được Giang Trần, lại không có bị khiển trách, nên lòng có chút lâng lâng, quên hết tất cả rồi. Bị phong vân giáo giáo chủ cảnh cáo, mới biết được mình càn rỡ thô lỗ đến cỡ nào. Lại dám vi phạm mệnh lệnh của phong vân giáo giáo chủ. Cái này không phải tự mình tìm phiền toái sao, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cần tuân pháp chỉ của giáo chủ. Tử U Đại Đế vốn là nhân vật kiệt ngao bất tuần, hiển nhiên ở trong tay phong vân giáo giáo chủ nếm qua thiệt thòi lớn, lúc này mới sẽ vui lòng phục tùng, khăng khăng một mực như thế. Mặc dù bị phong vân giáo giáo chủ quát lớn, cũng không dám chống đối chút nào. Bạo phong pháp phương, tật phong pháp phương, các người tiếp tục nhìn chằm chằm hướng đi của Nguyệt Thần Giáo. Hừ, chỉ là Nguyệt Thần Giáo, còn muốn ngăn cơn sóng dữ. Tu bổ giới bi chi cảnh, quả nhiên không biết cái gọi là chương 2470, Ma Vân Pháp Phương Thần Bí. Ngữ khí của phong vân giáo giáo chủ có một tia trào phúng. Hiển nhiên, hắn đối với cử động không biết tự lượng sức mình của Nguyệt Thần Giáo, vẫn là rất khinh thường. Hắn lo lắng chính là Giang Trần, tiên kỵ cũng là Giang Trần. Ngoại trừ Giang Trần, cả nhân loại cương vực, sẽ không có người hắn để ý. Nguyệt Thần Giáo cũng tốt, Thiên Kiếm Tông cũng tốt, những nhất phẩm tông môn này với hắn mà nói, đều không tính là uy hiếp gì hiện tại hắn bố cục hết thảy đều là hướng về phía lưu ly vương thành hướng về phía giang trần đám người còn lại thủ vững tổng đà tùy thời chờ đợi bổn giáo chủ phân công phong vân giáo giáo chủ cuối cùng tuyên bố nhận được mệnh lệnh riêng phần mình trở về tùy thời chuẩn bị xuất phát không có được nhiệm vụ thì thủ vững tổng đà không dám tự ý cách ly đừng nhìn phong vân giáo vừa mới quật khởi nhưng phương diện kỷ luật lại phi thường nghiêm minh cho dù là pháp Vương, cũng không dám vi phạm một động phủ ở Tổng Đà, có một tu sĩ ngồi trong động phủ. Hắn vừa mới từ đại hội trở lại động phủ, trong mệnh lệnh của phong vân giáo giáo chủ, hắn không có bị phái ra. Người này, ăn mặc kiểu Pháp Vương, rõ ràng là một trong phong vân giáo phong vân bát đế, phong hào ma vân Pháp Vương. Ma vân Pháp Vương này lai lịch thần bí, nghe nói là xuất thân tán tu. Nhưng mà dù là tử u đại đế, cũng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của ma vân Pháp Vương. Bởi vì đều là Pháp Vương, Tử U Đại Đế đã từng ngoài sáng trong tối lôi kéo qua Ma Vân Pháp Vương, muốn Ma Vân Pháp Vương đứng trong phe phái của hắn. Phong Vân Bát Đế, không có bài danh minh xác bất quá trong Phong Vân Giáo, lại được công nhận, có Phong một hệ, Vân một hệ. Phong Vân hai hệ đều có nhân vật đầu não, nhân vật đầu não Phong hệ, là Liệt Phong Pháp Vương. Mà nhân vật đầu não Vân hệ, thì là Kinh Vân Pháp Vương, cũng chính là Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế với tư cách thủ lãnh Vân hệ, tự nhiên phải chỉnh hợp bốn pháp phương vân hệ cùng một chỗ. Thế nhưng mà, ma vân pháp phương này hiển nhiên không nể mặt hắn. Đối với tử u đại đế liên tiếp ám chỉ, cũng bỏ mặc Tử u đại đế không ngừng ném ra ngoài cành ô lưu, cũng bị không để ý tới. Này giống như vứt mị nhãn cho mù lòa xem dạng, tự nhiên rất là căm tức. Bởi vậy, đã từng bí mật đi tìm ma vân pháp phương gây phiền toái. Chỉ là, thời điểm vụng trộm phân cao thấp, tử u đại đế phát hiện, mình vậy mà không có cách nào từ trong tay Ma Vân Pháp Vương lấy được chỗ tốt. Thậm chí, hắn đối mặt Ma Vân Pháp Vương, ẩn ẩn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn thậm chí có loại dự cảm bất hảo, nếu như Ma Vân Pháp Vương này muốn đem hết toàn lực cùng hắn tư đấu, hưu chết về tay ai cũng không tốt nói. Nói cách khác, Ma Vân Pháp Vương này, hoàn toàn có thực lực địch nổi từ U Đại Đế hắn. Đã có giác ngộ này, từ U Đại Đế liền có kinh nghiệm. Cùng Ma Vân Pháp Vương là đứng xa mà trông, biểu hiện ra hòa hòa khí khí, có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội. Bởi như vậy, thời gian lâu rồi, mọi người cũng biết, đừng nhìn Ma Vân Pháp Vương này thấp điều, không thích nói chuyện, nhưng là một nhân vật hung ác, cọng rơm rất cứng, không phải người bình thường có thể đắc tội. Liệt Phong Pháp Vương cũng tốt, Kinh Vân Pháp Vương cũng tốt, đều khó có khả năng khống chế Ma Vân Pháp Vương. Bởi như vậy, Ma Vân Pháp Vương này ngược lại thành thiên lý độc hành nghiệp, đặc lập độc hành. Ngoại trừ Phong Vân giáo giáo chủ sai động hắn, những người khác ở trước mặt hắn, cũng không dám dương oai. Phong vân giáo giáo chủ đối với ma vân pháp vương, tựa hồ cũng rất thưởng thức, việc nhỏ việc vặt, sẽ không phái hắn đi làm. Giờ phút này ma vân pháp vương ngồi trong động phủ, trong đôi mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường. Phong vân giáo giáo chủ này, lại cao thâm mà chắc như thế. Hắn cử động như vậy, đến cùng vì cái gì? Dương đông kích tây, nhiễu loạn nghe nhìn, hay là có âm mưu gì? Trong lòng ma vân pháp vương, lại tràn đầy nghi vấn phong vân giáo giáo chủ vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Ngay cả giới bi chi cảnh cũng không tiếc phá hư, người này, nếu nói là thiên vị cường giả lánh đời của tộc ta, ai tin. Những pháp phương hắn lôi kéo, được xưng sẽ cho một cơ duyên thiên vị, ít nhất trước mắt đến xem, hoàn toàn nhìn không ra hắn có thủ bút lớn như vậy. Mà vân pháp phương nương tựa phong vân giáo, cũng có rất nhiều năm. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem phong vân giáo làm hết thảy. Chỉ là, để cho hắn giật mình là, qua nhiều năm như vậy, hắn vậy mà không thể từ phong vân giáo nắm giữ đến vấn đề hạch tâm gì. Toàn bộ tổ chức phong vân giáo, những năm gần đây không ngừng mở rộng, cơ hồ là mỗi năm khuếch trương. Hơn nữa tốc độ khuếch trương cực nhanh, hấp thu cường giả, cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ tán tu giới, đều có một loại tâm lý ngủ quáng đi theo. Bọn hắn bị khí thế của phong vân giáo hấp dẫn, một ít tu sĩ chán ghét sinh hoạt tán tu, chứng kiến khí thế của phong vân giáo, cũng là mùi hợp nhau, phảng phất đã tìm được tri âm, tìm được tổ chức cho nên những năm này quần thể phong vân giáo khuếch trương lớn nhất không phải thế lực tông môn mà là tán tu các nơi thế giới võ đạo số lượng tán tu cũng là tối đa tuy thế lực tông môn mạnh nhưng mà tông môn nhân số có hạn hơn nữa người của đại tông đại môn bọn hắn sẽ rất ít lựa chọn phản bội tông môn của mình đầu nhập vào phong vân giáo trừ khi phong vân giáo tiêu diệt tông môn nguyên lai của bọn chúng thông qua loại tốc độ khuếch trương gần như dã man những năm này Phong vân giáo đích thật là thực lực tăng vọt. Ma vân pháp vương đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài động phủ truyền đến một tiếng nhắc nhở, có người tới bái phòng. Lại là ngươi, Ma vân pháp vương mở cấm chế động phủ, nhìn thấy người ngoài động phủ, lại là kinh vân pháp vương, cũng chính là Tử U đại đế. Tử U đại đế vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ma vân đạo hiếu, cuộc sống của ngươi cực kỳ thích ý a. À. Giáo chủ cũng đau lòng ngươi, việc lớn việc nhỏ đều không bỏ được phái ngươi. Ta cái mệnh thiên sinh lao lực này, mới từ lưu ly vương thành trở lại, lại phải đi cửu dương thiên tông. Ma vân pháp vương đạm mạc nói, pháp chỉ của giáo chủ, người không đi chấp hành, lại đến chỗ của ta khua môi múa mép. Tử u đại đế đưa tay ra chống lưng mỏi, bại hoại cười nói. Pháp chỉ của giáo chủ, tự nhiên phải kiên quyết chấp hành. Chỉ là, hành trình cửu dương thiên tông, lại không cho đánh. Chỉ dọa người, nên không cần lo lắng. Ngươi là định để ta chuyển đạt lời này cho giáo chủ sao? ngữ khí của Ma Vân Pháp Phương lạnh như băng. Ha ha, Ma Vân đạo hữu ngươi không phải là người như thế. Chút ánh mắt này, ta vẫn phải có. Tử U Đại Đế cười ha ha, một bộ không tin. Ma Vân Pháp Phương đối với Tử U Đại Đế có vẻ không quá chào đón. Bất quá, Ma Vân Pháp Phương hiển nhiên không có bị biểu tượng của Tử U Đại Đế mê hoặc. Chương hai nghìn bốn trăm bảy mươi nghi ngờ khắp nơi một. Tử U Đại Đế này như thế, hoàn toàn là đang diễn trò mà thôi. Ma Vân Pháp Vương tự nhiên sẽ không cho là đúng. Một cự đầu tán tu giới, không có khả năng là bộ dáng bại hoại như thế. Đây chỉ là một loại biểu tượng. Thấy Ma Vân Đại Đế đối với hắn xa cách, trong lòng tử U Đại Đế đích thực có chút căm tức, bất quá cũng may hắn đã sớm thích ứng phong cách của Ma Vân Đại Đế. Cười hắc hắc, Ma Vân Đạo Hiếu, nói thật, người nói ngươi là tán tu của nhân loại cương vực, bổn đế thật sự có chút hoài nghi a à. Ta tốt xấu cũng coi như cự đầu tán tu giới, đối với cường giả tán tu của nhân loại cương vực, nhất là loại đỉnh tiêm, trên cơ bản đều hiểu rõ. Lại chưa từng nghe qua người như ma vân đạo hữu ngươi. Đồ vật ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều lắm, hẳn là ngươi muốn từng bước từng bước đi bào căn tìm gốc. Ma vân pháp vương lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đạo hữu đến cùng vẫn còn có chút mâu thuẫn với bổn đế A. À. Bổn đế là thật tâm muốn kết giao, bất quá đạo hữu đặc lập độc hành, lại để cho người khó có thể thân cận. Ma vân pháp vương cười lạnh nói, ta và ngươi đạo bất đồng, cần gì thân cận như thế nào sẽ đạo bất đồng, ta và ngươi đều vì giáo chủ cống hiến, như thế nào sẽ đạo bất đồng. Tử U Đại Đế đối với thuyết pháp kia không cho là đúng. Ma Vân Pháp Phương hờ hững không nói, cũng không giải thích cái gì. Đối mặt loại người dầu muối không tiến này, Tử U Đại Đế tựa như cẩu gặm nhím gai, không thể nào hạ miệng. Ma Vân Đạo Hiếu, người nói đạo bất đồng, hẳn là, người đối với sở tác sở vi của giáo chủ, không nhận đồng lắm. Tử U Đại Đế nói lời này, tâm có thể chu. Ma Vân Pháp Vương đạm mạc nói: "Ngươi tự quyết định, không sai biệt lắm là đủ rồi. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi." Trong lòng Tử U Đại Đế đích xác rất căm tức, lần này hắn tới là muốn lôi kéo Ma Vân Pháp Vương thoáng một phát, lại ăn bế môn canh nữa. Nếu như không phải ở Phong Vân giáo, loại thái độ này của Ma Vân Pháp Vương tuyệt đối sẽ làm cho Tử U Đại Đế triệt để không khống chế được, do đó một hồi đại chiến là không thể tránh né. Nhưng này dù sao cũng là ở tổng đà Phong Vân giáo, Tử U Đại Đế giận dữ, nhưng vẫn khắc chế không có phát tác. Bằng không thì nếu đánh nhau, nói không chừng cuối cùng là hắn chịu thiệt. Cũng không phải nói trong chiến đấu chịu thiệt, mà là ở trên đạo lý chịu thiệt. Tại phong vân giáo, là tuyệt đối cấm nội đấu, mà bây giờ hắn là ở trong động phủ của Ma Vân Pháp Vương, nếu quả thật đánh nhau, trên cơ bản trách nhiệm đều là hắn. Ai bảo ngươi tự tiện xông vào động phủ của người khác? Tử U Đại Đế khắc chế lửa giận, nổi giận đùng đùng rời đi ma vân pháp phương từ đầu đến cuối thủy trung đạm mạc tựa hồ tử u đại đế vui mừng cũng tốt phẫn nộ cũng tốt với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng tử u đại đế này tốt xấu cũng coi như lính tụ tán tu giới của nhân tộc lại không nghĩ rằng đối với phong vân giáo giáo chủ kia khăng khăng một mực như thế số mệnh nhân tộc thật đúng suy sụp đến loại tình trạng này sao